sẽ xem vào sáng mai nha. Giờ mà còn vấn đề như này không? Tối. Gia đình chị kỳ mà thầy sẽ... Trời sáng rồi các bạn ơi. Những cái đứa này lắm rồi. Cho nó ăn sáng gì ngủ dư hả? 8 giờ 17 phút rồi. Thì con cũng mới đứa được ra được bao nhiêu tiếng rồi nha. Đây, 15 tiếng là trôi qua rồi nha. Về có thả ăn sáng rồi mấy đứa ơi. Ngủ nướng quá trời nướng luôn á. Tối nó có khuya đâu. Đội lỏng cho anh được mà. Bây giờ mày đi ha. Bây giờ tiếp tục bóc thăm ha. Đó, bây giờ sửa thai để bóc thăm nè. Bắt một pha miếng này chú. Mùa về muốn ăn nào, mùa muốn ăn có nước không không? Tất nhiên là phải có ăn mà liên quan tới ăn là được. Ok. Được quyền chọn thoải mái. Bây giờ cho từng đứa chọn món ăn, sau đó sẽ đảo lộn cái nhau để bóc. Ờ, mọi người chọn trước đi, chọn món gì em? Không bỏ được không? Đâu, cho mình ra. Rồi, rồi hello mọi người. Chị nào thấy em mấy chị và chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Hôm nay sale chơi lớn cho mấy chị luôn, 39.000 bao rẻ nha mấy chị. Rồi chế nào thấy mặt em mấy chị vào tương tác chia sẻ mạnh tay giùm em luôn nha mọi người. Rồi sale bữa cuối đi chơi lễ nha mấy chị ơi. Rồi chấm bài tương tác giùm em luôn nha mấy chị. Em có thông báo 11 giờ em like mà. Rồi ai thấy em chia sẻ chấm bài nhiệt tình nha mấy chị nha. Rồi đầu lên sale một cái mã này cho mấy chị bao rẻ luôn. Rồi đầu lên vừa bán vừa tặng cho mấy chị nha. Một rồi, mới chấm một rồi lên. Chấm lên cho đẹp. Ủa sao kỳ vậy ta? Bấm rồi mà sao không thấy hiện? Đưa 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 cho cái ghế vừa. Rồi mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Form rộng sale nha mấy chị. Rồi áo Đăng Mang có bán luôn 65.000. Đủ màu đúng không? Em áo gì Đăng Mang. Rồi đầu lên sale cho mấy chị luôn. Bộ này bán tương tác này 35.000 cho em luôn. Mấy chị nhanh tay luôn. Chị bấm vô là nó bao. Rồi chia sẻ bài giùm em mấy chị. Chấm bài chia sẻ nhiệt tình giùm em luôn. Mọi người ơi sale bữa nữa, bữa nay ngày mai nữa là bên em nghỉ lễ 4 ngày nha mấy chị. Rồi bê xanh cho em luôn mấy chị, 35.000 mấy chị nhanh tay giùm em luôn. Bê xanh 35.000 mấy chị, dưới 56kg nha mấy chị, hàng vải dày đẹp. Mặc ở nhà là em nói là full server dư sức mà mấy chị mang luôn. Thật sự mà nó bền. Rồi chốt giùm em luôn mã bê xanh 35.000. Đầu like vừa bán vừa tặng cho mấy chị. Mấy chị chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi. Áo Đăng Mang 65.000 có đủ màu nha chị, rồi xíu em lên luôn nha. Hoặc chị nào lấy đỏ Đăng Mang thì chốt đỏ Đăng Mang cho em đi, 65 cũng được. Chia sẻ chấm bài nhiệt tình giùm em luôn mấy chị, chốt giùm em luôn mã bêu xanh 35.000. Bêu xanh 35.000 hàng cô tông nha mấy chị. Rồi đỏ 35 nè, màu hồng nè, màu môn nè, màu vàng nè. Rồi
sale bộ beo hàng của Tông Beo này, sale với chị Lung 35 ngàn. Chấm bài chia sẻ giùm em luôn mấy chị ơi, 35 ngàn. Rồi beo vàng giùm em luôn 35 mấy chị. Ai đó beo vàng chút beo vàng nè, 35 ngàn cho em. Không giá ở đâu rẻ hơn hôm nay luôn nha mấy chị. Và chưa bao giờ bán một cái giá như hôm nay luôn nha mọi người. Rồi beo vàng giùm em luôn 35 ngàn nè. Hôm nay bộ với áo là nhiều mấy chị. Hôm nay bộ với áo là nhiều. Rồi sale hết nghỉ lễ mấy chị ơi. Rồi hồng giùm em luôn 35 ha. Chị nào lấy hồng chốt hồng cho em nè. Rồi hồng 35 ngàn mấy chị. Ai lấy hồng chốt hồng. Hồng 35. Hồng 35, hồng 35. Nghỉ lễ gì mà khiếp bình yên. Rồi đỏ giùm em luôn 35 ngàn. Chị nào lấy đỏ 35 chút đỏ 35 cho em luôn mấy chị. Bộ đùi trời ơi 35 ngàn mấy ché ơi. Rẻ quá rẻ rồi còn gì nữa. 35 ngàn bộ nè. Đi dài lưng cao còn ít giờ mấy cái. Rồi môn giùm em luôn 35 ngàn nè. Chị nào lấy môn chút môn nè. Rồi môn giùm em luôn 35 ngàn mấy chị. Dưới 56 57 kg mang vừa nha. Chị nào lấy môn 35 chút giùm em luôn môn 35 ngàn nè. Đùi đùi mấy chị. Vào tương tác chia sẻ bài giùm em mọi người. Chia sẻ bài giùm em áo đang mang 65 ngàn nha mấy chị. Áo đang mang là 65 ngàn. Cái này là form brief bình thường nè. Từ 40 đến 57 58 kg ha. Chốt giùm em luôn đỏ 65 đến đá luôn. Rồi màu gạch cho em luôn mấy chị. Ai lấy màu gạch chốt giùm em luôn màu gạch nè. Rồi màu gạch nha mấy chị, màu bò, màu vàng, màu đen mấy chị, 65 ngàn màu cam. Màu cam nha mấy chị và màu hồng giùm em luôn, áo đang mang 65 ngàn. Chị nào lấy áo đang mang thì chốt nha mấy chị, 65 ngàn một áo form bình thường. Nè mặc lên tay phòng nè, cái này brief hơi bị xịn luôn. 58 cái đó lại mang vừa giùm em nha mấy chị. Ai lấy áo đang mang thì mấy chị chốt ha. Tỉnh. Rồi chị nào lấy áo đang mang thì chốt mấy chị ơi, 65 ngàn cho em nha. Đen 65 cho chị Vi Huệ nè, đen xuất hậu đi tình yêu. Chốt hai cái đi đơn luôn nha mấy chị. Cái này hàng xịn bán shop luôn á, 65 ngàn à. Ai lấy áo đang mang nữa thì mấy chị nhanh tay lên cho em. Hơi bị đẹp, mẫu này đóng thùng cũng rất là xinh luôn nha mấy chị. Mẫu này đóng thùng cũng rất là xinh luôn nha. Mọi người có 65 ngàn một áo thôi á. Rồi đủ màu giùm em nè, màu đỏ nè, màu hồng nè, đẹp lắm. Quất liền hai cái về mang đi mấy chị, màu toàn đẹp. Rồi màu cam nè, màu vàng nè, màu bò nè, trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, em nói thật luôn á. Rồi màu gạch cho em nè, 65 ngàn một áo thôi. Cái này hàng xịn bán shop nha mấy chị, cái này em sale lễ cho mấy chị á. Bao đẹp luôn, hàng tem mát, hàng xịn mấy bà. Đính đá màu phôm bình thường mà tay nè, trời ơi nó đẹp lung linh luôn. Từ 40 cho đến 57, 58 cái là mang vừa mấy chị ạ. Quất luôn hai màu, mang đi làm đi chơi cũng được. Rồi màu gạch nè, màu bò nè, màu vàng nè, toàn màu đẹp không à. Màu cam hơi bị trắng da nè. Cam với đen còn không? Hết đen rồi chị ơi, lấy cam nha. Trang Thu Trang khách quen nè. Rồi màu hồng nè. Màu đỏ em đang mang luôn mấy chị, hết đen rồi. Bò cho chị Vi Huệ nè. Áo này form lâu lâu mới có hàng, không có hàng hoài đâu mấy chị. Màu gạch nè hơi bị đẹp luôn đó mấy chị ơi. Màu gạch nè, màu vàng là trắng da nè. Rồi màu hồng là nu nu nha mấy chị. Và ai thích nổi á thì quất luôn màu đỏ. 65 ngàn một áo đẹp nhất nhói con tim. Trang Thu Trang lên màu khác thì chị đẹp hết đen rồi nha. Hết đen. Hết đen, hết đen mấy chị. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị một mã áo nè. Trang Thu Trang lên số chị. Rồi áo thái nha mấy chị. Áo thái nó bao chắc xịn cho mấy chị luôn. Hôm nay em chơi lớn cho mọi người 37 ngàn. Sale hết nghỉ lễ nha mấy chị. 37 ngàn cho em. Trắng 37 và đen 37 ngàn giùm em luôn, bán không ngừng lời mấy chị, chạy số lượng thôi là được 37 ngàn. Áo hái nha, chất vải nè, dày nè, co giãn nè, form bình thường giùm em luôn, xe luôn 37 ngàn. Trang Thu Trang lên số chị ơi.
À, bộ ngủ có chị, nhiều mẫu ngủ lắm á chị ơi, rất là nhiều bộ ngủ khách quan em. Rồi trắng đen giùm em luôn 37 ngàn. Áo này là bá cháy luôn mấy bạn, hơi bị đẹp. Form thì bình thường nè, co giãn nè, thoải mái nè. 37 ngàn cho em mặc đi làm đi chơi cũng được nha. Theo nốt luôn mấy chị, hôm nay bán giá chưa bây giờ bán luôn. Chị nào vào chia sẻ bài giùm em, đem 37 Nguyệt Đô nè. À lấy màu trắng chút giùm em luôn, trắng 37 ngàn nè. Rẻ lắm rồi em nói thật với chị luôn á. Nga Ami đang 37 nè. Nhận chắc vải không ai nghĩ là 37 ngàn đâu mấy chị, em nói thật. Sale thôi mấy chị, sale bán thôi. Nè bịch mà bịch đục lắm chị. Rồi Hà Lâm nè, hôm qua có cái đơn gì đó. Hà Lâm hôm qua lấy cái gì hôm qua là mỹ phẩm hay gì. Rồi em còn trắng nè, chốt liền đi mấy chị, trắng đi. Trắng 37 luôn, Ly Nguyễn lên số giùm em nè. Rồi còn mấy cái trắng là hết mấy chị, trắng 37 ngàn. À lấy trắng chút trắng giùm em nha, còn trắng thôi 37 ngàn à. Trắng 37 ngàn giùm em luôn, vải dày đẹp lắm chị, không mỏng nha. Có sao em nói vậy. Nã số 5 cho Hà Lâm này, lên lại số giúp Nhi. Ly Nguyễn lên số chị ơi. Đem 37 như hết, còn 3 cái trắng mấy chị. À lấy trắng chút trắng giùm em đi ha. Trắng 37 ngàn, còn 3 cái màu trắng nè. À lấy trắng chút trắng nha, còn 3 cái trắng 37 ngàn. Trắng đi mấy chị ơi, trắng đi. Hôm nay em xem nhiều mẫu hot hit lắm nha, mấy chị nhanh tay vô. Rồi còn trắng 37 nha chị Lê Cẩm Tú ơi, qua màu trắng giùm em chắc dày nha chị, đừng có lo nghĩ cái vấn đề là trắng nó mỏng nha mấy chị. Em nói thiệt, 37 ngàn cái áo này nó quá nhức nhối rồi, đưa chị lại cái trắng hả? 37 ngàn rồi em nói với chị luôn á, vừa mang đi chơi vừa mang đi làm, 37 ngàn nó rẻ như cho luôn á chị nè. Vải dày em cam kết, không dày không cần phải nhận hàng đâu mấy chị, thật sự đó. Cái này đem tổng sale để nghỉ lễ 4 ngày thôi mấy chị nha. Rồi trắng 37 ngàn thôi, 57 ký đó lại mấy chị mang vừa cho em luôn. Áo đang mang là 65 ngàn nha chị Kim Thúy ơi, hàng tuyệt vời luôn nha chị. Rồi màu gạch 65 nè, 58 cho mang vừa, màu vàng 65, màu hồng 65 và màu đỏ 65 giùm em. Áo đang mang chuẩn xịn, đá luôn, form bình thường luôn á, hàng lụa tốt nha, 65 ngàn. Rồi lên luôn bộ bịch đục nè, trời ơi, hàng đồ bộ nha mấy chị, trong bịch đục luôn, bá cháy luôn mấy chị. Tôi sale cái bộ này 35 ngàn cho mấy bà ngắt ngay luôn. Rồi cam giùm em luôn 35 ngàn. Hốt lại làng cái bộ này, bộ mặc nhà, bộ mặc ngủ, mặc đi chơi gì thì tùy ý huynh. Rồi cam giùm em luôn 35 ngàn mấy chị, sale nốt hôm nay. Màu đen 35, màu môn, màu đỏ, rẻ chưa. Rồi màu xanh dương, màu hồng, màu xanh đậu, màu vàng 35 ngàn. Đơn chốt đơn là đi rồi nha chị. Kim thấy đỏ ok chị, thích quen đúng không? Ở Phan Thiết hả ta? Chị Kim thấy là khách quen đúng không chị đẹp? Rồi ai mà chưa chia sẻ thì chia sẻ bài giùm em nha. Bộ này mà 35 ngàn, trời ơi mấy đứa nó bán kia, trời ơi chị bán khùng mà sao bán vậy, thật luôn. Nhanh tay lên cho em luôn á chị, hàng trong túi bịch đục nè, sale luôn 35 ngàn. Rồi bữa nay là bên công ty nó có chương trình mấy chị, nó có chương trình chạy đua nên là giờ em cũng đua luôn, em cũng đua, em bán cho lấy đơn thôi không cần lời mấy chị. Rồi đen dùm em luôn 35 ngàn nè, đen dùm em luôn 35 ngàn mấy chị, bộ nha mấy chị, bộ mặt nhà 56kg đó là mang vừa. Bộ đùa cô tông mặt nhà mấy chị, nắng nắng nè, mình mang cũng được, con mình mang cũng được. Bộ đùa này thấy dễ mang ha, bán 35 ngàn bộ thôi, không ở đâu mà có bán cho tôi luôn á. Rồi môn giùm em luôn 35, ai lấy môn chút môn nè. Rồi môn giùm em luôn 35 ngàn mấy chị, ai lấy môn chút môn giùm em luôn 35 nè, dưới 56kg nha. Môn 35 dưới 56kg, đồ ngủ dây, ngủ dây có mít ngực đúng không? Ngủ dây có mít ngực đúng không em? Rồi vào chấm bài tương tác giùm em luôn đi mấy chị, quần đi dài còn vài cái à. Rồi áo, rồi áo cho em luôn 37 ngàn một cái, áo 37 ngàn, áo 37 ngàn mấy chị, dưới 55kg nè. Áo 37 ngàn dưới 55kg. Áo đang mang còn nha chị đẹp ơi, em còn màu nào nữa không? Rồi hồng 65 nè, vàng 65 nè, gạch 65 nè, với lại màu đỏ 65 nha mấy chị. Rồi ai lấy thì nhanh tay mấy chị chốt lại lệ giùm em đi mấy chị ơi, 65 ngàn áo đang mang.
màu gạch, màu vàng, màu hồng với màu đỏ nha. Form này 57-58 kg loại mang vừa. Rồi tiếp cho em luôn á chị, cái này sale luôn 35 ngàn. Vàng 35. À đấy, bộ vàng 35 chốt luôn mấy chị ơi. Vàng 35 ngàn với 55 kg nè. Vàng 35 với 55 kg. Chấm bài chia sẻ đi mấy chị. Rồi chấm bài chia sẻ giùm em nha mọi người ơi. Rồi cái đầm ngủ nè mấy chị, 50. Đầm ngủ 50 có mốt ngực. Có mốt ngực rồi. Có mốt ngực nha, kèm quần luôn 50. Vàng 35 nguyệt đô khách quan nè. Vàng hết rồi chị. Rồi chốt giùm em luôn đầm 50 ngàn. Có mốt ngực có quần. Đầm 50 dưới 55 kg. Chấm bài chia sẻ giùm em nha mấy chị. Đầm 50 kèm số điện thoại nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn đỏ 45. Đỏ ngủ giùm em luôn 45 ngàn mấy chị, dưới 55 kg có mốt ngực luôn đỏ 45. Em chỉ bán cái giá sale thì chỉ trên live thôi nha mấy chị. Vô shop hoặc là khi live xong được chụp màn hình lại thì không còn giá sale đâu nha. Em chỉ bán cho những người nào chị chia sẻ bài cho em luôn mấy chị. Cái này giá này bán là không có lời đâu. Rồi đỏ 45 nè. Ai đi đỏ 45 thì chốt bộ ngủ có mốt ngực kìa. Đỏ 45 cho em đi mấy chị, lấy đỏ chốt đỏ nè. Đỏ 45 tiếng hảo nè. Xem nói bữa nay với ngày mai nữa, nghỉ lễ 4 ngày nha mấy chị. Rồi cái này trời ơi đầm luôn 50. Lên giùm em luôn đầm xanh 50 mấy chị, có mốt ngực kèm quần nè. Rồi đầm xanh giùm em luôn 50 mấy chị, dưới 55 kg ha. 55 luôn 6 thì ta không được. Rồi đầm xanh 50. Đầm xanh 50 mấy chị, dưới 55 luôn 6 kg nè. Để cái đăng mang. Mốt lấy áo đó bao nhiêu? Mốt hả? Nghỉ lễ 4 ngày nha mấy má ơi. Lấy hàng trừ ngày ngày 30 tới ngày 1 ra giùm em nha, nghỉ lễ 2 ngày. Nghỉ lễ 2 ngày nha mấy chị, 30 tới 1 ngày 1. Áo khoác rồi chị gửi rồi, từ từ đi rồi nhận chị. Rồi ai lấy ngủ đỏ chút giùm em luôn, ngủ đỏ 50 này, đầm kèm quần có mốt ngực luôn. Rồi đầm đỏ giùm em luôn 50 mấy chị. Đầm đỏ 50 nha, đầm đỏ 50. Áo này còn màu nào nữa không? Qua lễ lái ok. Nghỉ ngày 30 tới ngày 30 với ngày 1. Rồi đầm màu xám mấy chị, với lại đầm màu cam giùm em luôn nè, 50 ngàn. Ai lấy chốt ha. Chị nào lấy được thì chốt. Đầm còn mấy. Thì bây giờ cứ gửi đi rồi tới lễ rồi nhận, bà qua lễ rồi nhận. Rồi lên cho em luôn cái bộ lửng này cho em luôn mấy chị, lửng nè. Rồi lửng thun này cho em luôn nha mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn bộ lửng cô tông này cho em đi mấy chị, 42 ngàn. Chốt giùm em luôn xanh 42 nè. Xanh giùm em luôn 42 ngàn mấy chị, nguyên luôn bộ lửng. Xanh 42 ngàn, chị nào lấy chốt mấy chị, dưới 55 kg nè, màu hồng nè, màu vàng nè. Màu xanh dương nè, màu đen, màu cam, màu đỏ. Rồi ai lấy bộ lửng 42 ngàn thì chốt giùm em nha, lửng 42 ngàn. Dưới 55-56 kg mấy chị, dưới 55-56 kg nha. Ai lấy bộ lửng chốt giùm em luôn bộ lửng này 52 ngàn. À,
Long An có bán nha mấy bà ơi, 65.000 một áo nha. 65.000. Rồi ai lấy hồng chúc hồng giùm em luôn đó chị Hồng. Rồi hồng cho em luôn 42.000, chị nào lấy hồng chúc hồng giùm em ha. Bộ này dưới 55-6kg mấy chị. Bộ lửng mặt nhà 42.000 bộ, rẻ như cho vậy. Rồi ai lấy vàng chúc vàng giùm em luôn đó chị, 42. Rồi vàng giùm em luôn 42.000 nè, chị nào lấy vàng chúc vàng nè. Rồi vàng 42.000 mấy chị, đủ màu nha, nguyên bộ lửng 42.000 dưới 55-6kg nè. Vào chấm bài chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi. Rồi áo đen này cho em luôn mấy chị 37.000. Đen có cổ này sale cho mấy chị luôn 37.000 nè, đen 37 nè. Đen 37 cho mấy chị, nu 37. Ai lấy nu chút nu nè. Nu 37.000 giùm em luôn mấy chị, nu 37.000. Rồi tiếp giùm em luôn gạch 37 nha mấy chị. Ai lấy gạch chút gạch nè. Gạch giùm em luôn 37.000 dưới 55-6kg nha. Cái này là áo có cổ nha mấy chị, chỗ này là có gài nút được nha mọi người. Nè, mấy chị gài nút vô được giùm em ngay chứ không phải là hở vậy đâu. Mặc vô rồi gài nút lên. Rồi có cổ vô bình thường mấy chị 37.000. Màu gạch màu trắng với màu đen 37. Rồi ai lấy nu chút nu cho em luôn mấy chị 37.000 dưới 55-6kg nha. Rồi màu nu nè, màu đen nè. Ai lấy đen chút đen nè mấy chị 37.000. Rồi mã trắng này cho em luôn mấy chị, còn cái này 37 nè. Ai lấy trắng 37 chút giùm em luôn, trắng 37.000 mấy chị, tay lỡ còn rất tới ha, trắng 37. Ai lấy trắng chút trắng mấy chị 37.000. Rồi nu cho em luôn mấy chị, ai lấy nu chút nu. Rồi nu giùm em luôn 37.000 mấy chị, trắng 37 cho Tiến Thảo nè. Nu 37.000 bô rip luôn. Nu này 37.000 bô rip luôn nha mấy chị, ai lấy nu chút nu nè, nu 37.000. Rồi nu trắng giùm em luôn 37.000 mấy chị, bô rip co giãn hả? Trắng 37 nu 37 nè. Trắng 37 nu 37. Vào chấm bài chia sẻ giùm em nha mọi người. Rồi ba lỗ này cho em luôn 47.000 mấy chị. Ai lấy ba lỗ chút ba lỗ nè. Rồi ba lỗ giùm em luôn 47.000 mấy chị. Ba lỗ 47.000 dưới 55-6kg, ba lỗ 47. Mấy chị chấm bài chia sẻ giùm em đồ người, sao em hết trơn vậy ta? Like giùm em cũng gục quá. Em hết trơn rồi mấy chị có thấy không mà sao không thấy em? À dễ. Rồi ba lỗ 47 cho Hằng lên số nè. Rồi đầm mấy chị xe luôn 39 nè. Rồi đầm suông thái mấy chị Hằng theo nha, xe luôn 39.000 nè. Chốt giùm em luôn đầm suông 39.000 dưới 60kg nè. Đầm xanh 39 mấy chị. Đầm xanh 39 nha mọi người ơi. Đầm xanh phong chuông nha, xe luôn 39 nè. Áo mặc 65.000 chị, áo mặc 65.000. Rồi ai lấy đầm nu chút giùm em luôn đầm nu nè, 39.000 nè. Bán mà không có lời luôn á trời.
Rồi nu giùm em luôn 39 mấy chị, nu 39. Nu 39 nè. Nguyên một cái đầm suông nha mấy chị, dưới 60kg á. Sale có 39.000 một cái đầm thái như thế này thôi mấy chị. Hàng thì hàng bịch đục như vậy luôn à, bán lỗ luôn. Rồi đỏ giùm em luôn 39 nha mấy chị. À lấy đỏ chút đỏ nè. Đỏ suông 39.000 dưới 60kg nha mấy chị ơi. Áo đồng mang 65.000 giùm em nha. Maxi đi biển không có em. Rồi áo đang mang để em có màu gạch mấy chị, gạch 65 nè, hồng 65 nè. Gạch 65, hồng 65 nha mấy chị và vàng 65 cho em ha. Rồi đầm đen giùm em luôn 39.000 mấy chị ơi, đầm phom suông nha, chữ theo. Rồi đầm đen giùm em luôn 39 mấy chị, dưới 60kg nè. Vải đẹp lắm mọi người. Rồi màu môn nè, màu hồng nè. Rồi màu vàng cho em luôn mấy chị 39.000. À lấy màu vàng chốt giùm em luôn, vàng 39 nè. Vàng 39. Áo đồng mang có chị nào lấy thì chốt nha mấy chị ơi. Áo đồng mang đầm đen 39 thì chị Diễm kìa. Áo đang mang mấy chị gạch 65 nè, vàng 65 với lại hồng 65 nha. Chị nào lấy áo đang mang thì chốt mấy chị, bôi rip đá vô bình thường 65.000. Đưa hai cháu khoác dù đi. Rồi khoác dù mấy chị, khoác dù này dưới 30kg nha mấy chị ha. Rồi xe luôn 35.000 nè, chốt giùm em luôn dù hồng 35 nè. Dù hồng 35 và dù sọc 35 mấy chị. Cái này là dù hai lớp nha, cho con mình nó dưới 30kg nha mấy chị. Rồi dù sọc 35 và dù hồng 35 giùm em luôn dưới 30kg nè. Còn hai cái bán luôn như thế mấy chị ơi. Rồi kem giùm em luôn 45.000, chị nào lấy kem chút kem nè. Anh thấy hai cái anh thấy lên số điện thoại đi bạn ơi. Rồi kem giùm em luôn mấy chị. Rồi kem nè, kem cho em luôn có vết ngực nha, sale luôn 45.000 mấy chị ơi. Kem 45. Kem 45 nha mấy chị, dưới 55kg ha. Bộ ngủ dây có mất ngực mấy chị, hôm nay sale 45.000 một bộ. Nói nhỏ nhỏ thôi. Sáng giờ không nói, tự nhiên tới giờ like cứ ngồi nói miết luôn. Rồi xám giùm em luôn 45.000 nè, chị nào lấy xám chút xám nè. Xám 45.000 cho em luôn mấy chị, xám có mất ngực nha, hôm nay sale 45.000 một bộ thôi mấy bà. Rồi xám 45 dưới 55kg nè. Màu xám nha, màu kem nè, màu hồng nè. Màu xanh mấy chị, màu đen. Rồi màu tím giùm em luôn mấy chị, 45.000 một bộ. Phi bóng ngủ có vết ngực nha. Đưa mấy áo khoác này luôn. Rồi khoác vàng này cho em luôn mấy chị, 99.000 nè, kaki nhung nha mấy chị. Khoác vàng 99 nha mấy chị, khoác xanh 99 nè. Rồi màu gạch 99 cho em luôn mấy chị, sale nó cho hết luôn nha mấy bà ơi. Cái này là hàng kaki nhung nha mấy chị, hàng đẹp lắm, chắc này là giặt nó không có bị xệ đâu. Rồi gạch 99 nè, vàng 99 nè. Và màu xanh giùm em luôn 99 nè. Dưới 55kg nha mấy chị, dưới 55kg. Rồi đen này xem với chị luôn 37.000 nè, chị nào lấy đen chút đen nè. Rồi đen này xem với chị luôn 37.000 mấy chị, đen bo rip nha, phía trước nó nhúng nhúng nè. Đẹp lắm. Rồi đen 37 với chị dưới 55kg nè. Đen 37 dưới 55kg. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị dây hồng nè. Rồi dây hồng mấy chị C40, dây hồng 40. Dây hồng 40 dưới 55kg. Dây hồng 40 với 55kg, khoác vàng cho hạ 599. Rồi tiếp dùm em luôn dây đá 40. Chia sẻ bài đi mấy chị, hôm nay em xả giá rất là mềm luôn mấy chị ơi. Rồi dây đỏ dùm em luôn 40 nè, đen 37 Lê Cẩm Tú nè. Rồi dây đỏ dùm em luôn 40 mấy chị, hàng cao cấp xịn luôn á. Dây đỏ 40 với 55kg nè. Hạ 5 lên số điện thoại cho chị.
lên số mấy giờ tờ? Hạ Lâm, còn Hạ Lâm khác. Rồi reo giùm em luôn mấy chị 39 nè. Rồi reo này phông rộng giùm em luôn mấy chị 39 ngàn. Áo reo phô bơm gì đây, bò cười gì đây 39 ngàn. Reo 39 với 60kg nè, ai lấy reo chút reo. Reo 39 mấy chị với 60kg. Hạ Lâm lên số Hạ Lâm ơi. Rồi tiếp giùm em luôn dây hồng 40. Dây hồng giùm em luôn 40 dưới 55kg nè. Reo bò 39 cho Diễm nè, lấy mấy áo phông ra đây. Rồi dây hồng 39, à, dây hồng 40 dưới 55kg. Dây hồng 40 dưới 55kg. Chốt giùm em đơn trên 80.000 cho BDM đơn nha mấy chị. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, bộ này sale 50 nè, chốt giùm em luôn là sọc đen 50 nè. Nguyên luôn set dài nha mấy chị ha, vải này mặc bao mát quần ống suông. Rồi chốt giùm em luôn là đen 50 mấy chị, bộ đen 50. Rồi bộ đen 50 mấy chị, ai lấy bộ đen chốt bộ đen nè, bộ đen 50 ngàn. Bộ đen giùm em luôn 50 ngàn nè. Cái này nguyên luôn bộ dài luôn á nha mấy chị, bao rẻ luôn á, này em sale nó. Sale hết luôn mấy chị ơi. Rồi trắng giùm em luôn 50 nè. À lấy trắng chút trắng nha mấy chị ơi, trắng 50 ngàn giùm em luôn, quần ống suông nè, chắc hơi bị dày đẹp luôn á. Rồi trắng 50 và đen 50 cho em luôn mấy chị. Bộ này 40 đến 60kg là mang vừa nha. Đen trắng 50. Rồi áo hồng này cho em luôn mấy chị, sale luôn nè 37 ngàn. Hồng 37, xanh 37 cho em luôn đi. Cái này là foam bình thường nha mấy chị, vải đẹp lắm, foam đẹp nữa. Mặc đi làm đi chơi vẫn được hết á. Rồi hồng 37 và xanh 37 giùm em ha. Dưới 57kg nè. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, bò. Cái này chốt giùm em luôn là hồng bò mấy chị, hồng bò giùm em luôn 39 còn cái nè. Hồng bò giùm em luôn 39 ngàn mấy chị, dưới 60kg nha. Hồng bò 39 dưới 60kg. Hồng bò 39 dưới 60kg nè. Rồi cái vàng này em xem với chị luôn 35 ngàn. Hồng 37 cho chị Liên Nguyễn nè. Hôm nay giá rất là rẻ luôn á mọi người, em nói thật. Rồi vàng này em xem luôn 35 ngàn mấy chị. Gấu theo nè, vàng 35 với 60kg nha mấy chị. Chắc giặt không xệ vải giùm em nha. Cái này bán cho nó hết hàng thôi, không có lời luôn á. Lời gì mà 35 ngàn đúng đó. Người ta bán 100 ngàn còn không có lời. Rồi hồng giùm em luôn mấy chị 35 ngàn nè. Mấy chị vào chia sẻ bài giùm em với mấy chị ơi. Tao like nó cứ bị đờ đờ ấy. Rồi hồng giùm em luôn mấy chị 35 ngàn với 60kg phôm rộng. Ai lấy hồng chút hồng giùm em luôn 35 ngàn thì giá chết chốt luôn rồi đó. Rồi đen giùm em luôn 35 mấy chị, ai lấy đen chút đen nè. Đen nha mấy chị, phôm rộng 35 ngàn với 60kg ha. Đen 35. Bộ trắng 50 cho chị Tiến Thảo nè. Giá quá rẻ rồi mọi người ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn set trắng với chị 99 ngàn nè. Set trắng giùm em luôn 99 ngàn với chị, một cái quần ống suông. Rồi một quần áo suông phom rộng giùm em nha, với lại áo trắng này 99 ngàn. Xếp trắng 99 mấy chị ơi. Rồi xếp hồng, xếp vàng giùm em luôn 99 ngàn. À lấy xếp vàng chút giùm em luôn, xếp vàng mấy chị 99 ngàn nè. Xếp trắng cho da hăng 99 nè, bộ này đi chơi đi lễ hơi bị cưng. Rồi lấy set vàng chút, set vàng đi mấy chị 99 ngàn. Cái quần này đấy cao đẹp lắm. Rồi set vàng 99. Cái khuyên này để lại nó mới nhắc tin vậy nè. Rồi đồng ngũ hồng giùm em luôn 50 mấy chị. Ngũ hồng 50 có mất ngực ha. Hồng 50.
Rồi hồng 50 giùm em luôn, xếp vàng 40 đến 57 kg nha. Rồi hồng giùm em luôn 50 mấy chị, đầm ngủ có mến ngực kèm quần này, hồng 50. Hồng 50 nha mấy chị, đầm ngủ. Rồi cái này chốt giùm em luôn hoa 40 nha mấy chị, bộ dây yếm cưng lắm. Hoa giùm em luôn 40 set yếm nè. Hoa 40 set vàng nhân chính hạ lâm, hoa 40. Lụa hơi bị mát luôn, mặt hơi bị cưng. Hoa 40 nha mấy chị, bộ yếm dưới 55 kg. Hoa 40 dưới 55 kg. Rồi tiếp giùm em luôn hồng 35. Hồng 35 dưới 60 kg giùm em đúng chị, áo phông rộng mọi người ơi, hồng 35. Rồi xanh giùm em luôn 35 mấy chị, xanh 35 hoa muôn 35. Hạnh ngọc hoa 40 lên số giùm em với. Rồi xanh 35 mấy chị và muôn giùm em luôn 35 nè, tay lỡ crop top nè 35.000 nè. Rồi áo này em sale cho mấy chị luôn 39.000 còn một áo luôn. Chốt giùm em luôn bò 39. Ai lấy bò chốt bò giùm em luôn 39.000 nha. Bò 39.000 với 60 kg, hạnh ngọc lên số giùm em chị ơi. Chốt đơn trên 80.000 cho bên em đi đơn nha. Hạnh ngọc chưa có số điện thoại chị. À ghé lấy. Rồi bộ đùi này sale luôn mấy chị. Bò 39 Liên Nguyễn nè. Rồi tiếp giùm em luôn bò hồng 39 mấy chị. Áo bò đó coi còn không. Rồi bò hồng giùm em luôn 39.000. Ai lấy bò hồng chút bò hồng 39.000. Vải hơi bị chắc cho mấy chị luôn á, giặt là không sẽ vải đâu. Rồi bò hồng 39 nè. Rồi bộ sale nè mấy chị, bộ Thái hàng cô tâm siêu đẹp luôn, sale 35.000 bộ. Rồi cam giùm em luôn 35.000 luôn mấy chị, rẻ quá rẻ luôn mấy chị ơi. Nè. Rồi bộ cam này sale luôn 35.000. Thôm này 56 kg nha. 56 kg đó lại mang được 38 kg. Mấy chị mang được luôn, sale 35.000 cho nó hết hàng luôn. Cam 35. Cam 35 nha mấy chị, màu hồng nha. Màu xanh đậu, màu xanh dương. Màu đỏ nè. 35.000 mấy chị, 35.000 bộ thôi. Bán quá rẻ đây em nói thật sự với mấy chị. Không may bán cái bộ mà hàng cô tông mà đẹp vậy mà 35.000 hết thật luôn. Cam 35 cho Hà Lâm, Nguyễn Kiều lấy gì comment rõ và đặt lên số điện thoại với Nhi. Áo đang mang số 5.000 có bán nha. Áo đang mang như còn màu vàng, màu hồng với màu gạch nè. Áo đang mang số 5.000 nè bà ơi. Màu hồng nha, màu gạch với lại màu vàng đang mang số 5.000 nè. Rồi tiếp giùm em luôn xanh 35. Nhập vô còn không có nữa. Bò có dây sau chốt rồi bạn ơi. Nhập vô còn không có giá 35 nha mấy chị, cái này em sale. Rồi xanh 35 nè. Gạch 65 cho da hăng ok nè. Rồi chốt giùm em là xanh 35 mấy chị. Bộ mặt nhà tối ngủ vòng vòng. Rồi đỏ giùm em luôn 35.000, chị nào lấy đỏ chút đỏ nè. Đùi đỏ 35.000 mấy chị, hàng của tông đẹp nha. Đỏ 35. Áo đang mang còn một cái hồng với một cái vàng, chị nào đấy chốt 65.000 nha. Còn màu hồng với màu vàng nè. Đỏ 35, xanh 35. Rồi hồng giùm em luôn 35 mấy chị, ai lấy hồng chốt hồng. Đỏ 35 Hạ Lâm nè. Rồi hồng giùm em luôn 35.000 mấy chị, bộ này 35.000 mua là không cần suy nghĩ đắn đo gì luôn á. Rồi hồng 35 mấy chị, hồng 35. Từ đỏ 35 còn bộ nè. Đỏ 35 Liên Nguyễn nè. Không suy nghĩ đắn đo gì luôn em nói thật. Lê Trang Trang, đồ có đưa cho bé Trang đem về không gì kìa. Rồi cái này chốt giùm em luôn bộ bêu nè, xe 35 nè, bêu 35 ngàn. Mình mang cũng được, con mình mang cũng được mấy chị à, Nguyễn Kiều. Chị ơi, chị mua gì chị lên màu với lại lên số điện thoại giùm em các chị. Cứ 35 em biết lấy màu gì cho chị. Rồi bêu giùm em luôn 35.000 mấy chị ơi. Không bao giờ bán giá này luôn á thật sự. Cam bêu 35.000. Từ 38 kg đến 55-56 kg mấy chị mang vừa cho em. Ai lấy bêu chút bêu 35 kìa.
Rồi xanh đậu giùm em luôn 35 ngàn. Ngố có em. Xanh đậu 35. Ai lấy xanh đậu chốt giùm em luôn xanh đậu 35. Xanh đậu 35. Áo này 35 ngàn giùm em nha mấy chị ơi. Con gấu này gấu theo luôn nè. Môn 35 với lại xanh 35 nha mấy chị. Môn 35 và xanh 35 giùm em luôn. Tay lỡ crop top nha. Cái này mặc với baggy gì cũng được nè. Quần đùi gì đó. Rồi xanh 35 và môn 35 nha. Chị nào lấy chốt nè. Áo em đang mang còn 2 cái. Chị nào có lấy chút thêm nha mấy chị. Hồng 65 và vàng 65 ngàn. Hồng 65 và vàng 65. Đưa cái áo khoác lửng nó hả? Rồi lửng cam này em còn một cái mấy chị 85 ngàn. Lửng cam này em còn một cái 85 ngàn nha mấy chị. Cái này là hàng cô tông. Hàng cô tông dày hàng theo luôn mấy chị 85 ngàn. Đỏ 85 đưa cái ri lửng hồi nãy đây. Đỏ 85. Rồi áo này kim sa luôn mấy chị. Xeo lỗ luôn 35 ngàn. Kim sa 35 ngàn. Kim sa Dio này 35 ngàn dùm em luôn. Form rộng dấu quần này kim sa 35. Mấy chị vừa chia sẻ bài dùm em với mấy chị ơi. Rồi vàng dùm em luôn 35 ngàn. Chị nào lấy vàng chút vàng nè. Đỏ 85 kìa cho Nguyễn Thị Yến Bình. Rồi vàng này 35 ngàn dùm em luôn. Dưới 60kg nè. Vàng 35 nè. Rồi xanh dùm em luôn 37 ngàn nè. Ai lấy xanh chút xanh 37 ngàn. Dưới 55-6kg. Sơ mi có ít em ơi. Đâu rồi lẫn rồi. Rồi áo con bò này có 39 ngàn à. Ai lấy áo con bò này chốt nha mấy chị 39 ngàn. Áo con bò này 39 ngàn. Rồi lên luôn bộ lửng nè mấy chị. Lửng ngố gì nè lửng nè. Sale 42 ngàn. Rồi xanh đậu 42. Ai lấy xanh đậu chốt giùm em luôn. Xanh đậu 42 ngàn. Sơ mi không có túi. Áo sơ mi mà không có túi hả. Rồi xanh đậu giùm em luôn 42 ngàn mấy chị. Lửng cô tông. Rồi màu xanh dương nè. Màu đen nè. Màu cam nè. Màu đỏ nè. Màu hồng nè. Và màu vàng giùm em luôn. Chị nào hỏi vội lửng đâu mấy chị. Lửng nè. Xê luôn 42 ngàn. Lửng 42. Không có bộ nào mà bán 42 ngàn nguyên cái bộ lửng này luôn á trời. Chưa bao giờ thấy cái giá này luôn. Rồi đen giùm em luôn 42 ngàn. Chị nào lấy chốt nha mấy chị. Ngàn mấy chị ơi 42 ngàn. Dưới 55kg nha mấy chị. Ai hỏi lửng đâu mọi người. Chốt mẫu này nha. Lửng em còn có mẫu này thôi là hết lửng rồi. Đủ màu. Ai lấy màu gì 42 thì chốt. Rồi trắng này 37 ngàn. Chị nào vào sau thì coi lại nè. Trắng 37 ngàn áo thái mấy chị. Chắc dày phôm bình thường. Trắng 37 ngàn nè. Chị nào lấy trắng chút trắng nè. Trắng 37 ngàn mấy chị dưới 57kg ha. Trắng 37 dưới 57kg. Nói chuyện với áo sơ mi rồi đây. Rồi sơ mi ong còn cái mấy chị 59 ngàn. Sơ mi ong 59 ngàn mấy chị dưới 55kg nè. Sơ mi ong nha 59 ngàn thôi còn cái. Sơ mi trắng luôn 59 cho em luôn. Sơ mi trắng giùm em luôn 59 ngàn sale. Nốt bán cho hết hàng luôn mấy chị. Không cần lời thật sự. Rồi tiếp giùm em luôn trắng 59 nè. Cái này chốt giùm em trắng kiểu đi ha. Trắng kiểu 59 nha. Mang đi làm đi chơi gì cũng được hết. Rồi xanh giùm em luôn 59 ngàn. Chị nào lấy xanh chút xanh nè. Xanh của lọ nha mấy chị. Xanh 59 màu đen nè. Ai lấy màu đen chốt giùm em luôn mấy chị. Màu đen 59 màu nâu. Áo này đóng phùng dễ thương lắm. Rồi nu chút nu nha. Sơ mi luôn 59 ngàn không có túi nè. Chị mấy cái quần đùi không giãn nữa đâu. Đây
Rồi ai lấy sơ mi chốt nha. Rồi sơ mi không giãn nữa mấy chị, xe luôn cho hết nè. Còn lẻ size thôi mấy chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn, riêng xám nè. Xám này còn xe gì? Rồi xám xe L này cho em luôn mấy chị, xe luôn 79 ngàn còn cái. Xám xe L giùm em luôn 79 ngàn mấy chị ơi. Xám xe L 79 ngàn nha, cái này co đấy cao nha mấy chị. Rồi cái này chốt giùm em. Rồi hai màu size M giùm em luôn ha, 79 ngàn. Hai màu size M 79. Rồi cái này chốt giùm em luôn rách size L 79. Rách size L giùm em luôn 79 ngàn. Ai lấy rách chút rách. Lấy chị mấy cái nữa. Rồi rách size L giùm em luôn 79 mấy chị, rách L 79. Có bị gì không sao tự nhiên in ru vậy trời. Ôi trời, không thấy mấy chị hỏi han gì luôn á. Chấm bài chia sẻ giùm em đi mấy chị, im hết trơn luôn. Em cứ việc like gì mấy chị cũng không chấm mà cũng không gì hết. Like gì mà thấy chán gì trời. Rồi mã bạc này cho em luôn, size S mấy chị 79 ngàn nè. Bạc size S giùm em luôn 79 ngàn, lấy bạc chút bạc nè. Bạc size S giùm em luôn 79 ngàn mấy chị, cái này co giãn luôn. Còn cái xe lỗ luôn 79 ngàn nè. Rồi bạc giùm em luôn size S nha mấy chị, 79 ngàn coi giãn lấy cao luôn. Áo đầm mang còn màu vàng. Áo đầm mang còn màu vàng với lại màu hồng mấy chị, 65 ngàn nè. Áo đầm mang còn màu vàng với màu hồng 65. Cái này body form bình thường nha. Dạ chưa chị, hôm qua rồi chị không nghe máy á, em gửi luôn sao. Rồi. Dạ, em gửi luôn rồi, tại em sợ chị không nghe máy nè. Rồi thể thao trắng này cho em luôn á chị, còn cái hay sao nè, 35 ngàn nè. Rồi chị coi áo đen 59. Áo đen 59 à. Áo đen đây. Rồi áo đen 59 nè chị ơi, áo đen 59 ngàn, cái này đóng thùng đẹp lắm, vải dày nên là mấy chị mang đi làm con sở gì cũng được. Rồi đen 59 ngàn, chị nào đấy đen chút đen nè, đen 59. Rồi thể thao trắng xe 35 thôi mấy chị. Xám 35, xám nhạt, xám đậm gì đó, 35 ngàn dùm em luôn đi. Ai lấy thể thao thì chốt nha, 35 ngàn. Trắng, xám nhạt, xám đậm mấy chị, 35 ngàn dưới 55kg nè. Rồi quần trắng em còn cái size M mấy chị, size 85. Quần trắng size M 85. Rồi quần đen size L giùm em luôn mấy chị nè. Rất hơi bị đẹp luôn á. Rồi quần đen size L giùm em luôn mấy chị, 85 ngàn. Quần đen size L 85 ngàn. Rồi lên luôn cái set bộ dài đó mấy chị, hơi bị đẹp luôn nè. 55kg áo hồng vừa chị. Rồi lên giùm em luôn set nu nha mấy chị, sale luôn 95 ngàn nè. Set nu này hàng xịn sò nha mấy chị, cái quần tây nha, có dây kéo rồi hết. Có nút nha, sale 95 ngàn với một cái áo nè. Rồi ai lấy set nu 95 thì chốt nha mấy chị, set nằm 95 ngàn. Rồi xỉu. Rồi set nu 95 dưới 55kg nha. Rồi ai lấy xích này chốt. Cái gì? Làm gì mà có quần thể thao đen mấy chị? Đưa thể thao lại đây. Em đọc ba màu này mấy chị, khứa khùng minh màu đen ở đâu mà có.
Rồi trắng 35 mấy chị, trắng 35 nha mấy chị nha. Xám xám nhạt 35 chứ xám đậm 35 giùm em luôn mấy chị, chứ làm gì mà đem 35 đâu. Rồi bộ cam này cho em luôn 95.000 nè. Cái này bao nhiêu? Có làm gì? Chưa. Rồi set cam cho em luôn mấy chị 95.000, một cái quần tây với một cái áo thun. Dưới 55kg nha. À, lấy cam chút cam giùm em luôn 95.000. Áo đang mang 57-58 chứ mang vừa chị. Áo đang mang còn hai cái nha mấy chị, màu hồng với màu vàng nè, 65.000 nè. Hồng vàng giùm em luôn 65.000. Hồng vàng 65 với 57kg. Ai lấy quần thể thao đó thì chốt nha mấy chị ơi, không có màu đen đâu. Trắng, xám nhạt, xám đậm giùm em. Còn có mấy cái nữa thôi à. Rồi cái bộ chuột này cho em luôn mấy chị, bộ chuột nè, chuột giùm em luôn 50. Ai lấy chuột 50 thì chốt nha mấy chị ha, bộ chuột cua xì theo 50.000 nè, dưới 55kg ha, chuột 50 với 55kg. Rồi chuột 50 với 55kg, ai lấy chuột chút chuột nha. Rồi ai lấy gấu chút gấu giùm em luôn mấy chị, 50 gấu 3D. Rồi gấu 3D giùm em luôn 50 mấy chị, gấu 3D 50 nè, lấy gấu chút gấu nè. Gấu 50. Hồng 65 hàng mi, đây số điện thoại giùm em chị ơi. Hồng máu kìa. Rồi gấu giùm em luôn 50 nè. Rồi ngố cam cho em luôn 101 nha mấy chị, ngố thái nè. Ngố cam giùm em luôn 101 nha mấy chị ha, hàng theo có túi nha. Ngố cam 101 cho mấy chị dưới 60kg nè. Ngố cam 101 dưới 60kg. Rồi chốt cho em luôn mấy chị đen 50 quần giả váy nè. Đen giùm em luôn 50, chị nào lấy đen chút đen ha, đen 50. Đen 50 dưới 55kg. Thằng My lên số điện thoại cho chị. Gấu 50 cho chị Gia Hân. Đen 50 cho chị Diễm nè. Bộ cam 100. À bộ cam 95.000 nha chị, có vậy thôi, còn ngắn thì qua cái mẫu khác nha chị. Rồi lên cho em luôn áo ba lỗ nè mấy chị ơi, 3-40 luôn. Rồi ba lỗ này giùm em luôn 40 nha mấy chị, dưới 60kg ha, mặc lên bao mát. Ba lỗ giùm em luôn 40 nha mấy chị, dưới 60kg nè. Anh lấy ba lỗ chút ba lỗ. Rồi lên giùm em luôn set hồng này mấy chị, set hồng. Set hồng thổ cẩm nha mấy chị, bao đẹp luôn, cái này nguyên một set luôn, sale 85.000 luôn. Rồi set hồng 85.000 mấy chị. Set hồng 85. Rồi xếp hồng bộ đùi giùm em nha mấy chị, quần thổ cẩm có túi nha, sale 85.000.
cặp nào mà 42.000 ta? Rồi lấy set xanh chút giùm em luôn, set xanh nha mấy chị ơi, 85 nè. Set xanh giùm em luôn 85 nha mấy chị, thổ cẩm. Rồi set xanh, set hồng giùm em luôn 85. Chẳng nhớ chị ơi. Rồi áo bò này, có áo bò này nè, 39.000 nè. À, lấy áo bò này 39 chút giùm em luôn, bò 39 nha mấy chị, dưới 60kg nè. Bò 39 dưới 60kg ha. Rồi lên luôn sơ mi hoa này giùm em luôn mấy chị, 75.000 nè. Chốt giùm em luôn là xanh 75. Xanh 75 cho em luôn mấy chị, dưới 57kg nè, hồng 75 nè, đen 75. Và vàng giùm em luôn 75.000 nha mấy chị ha. Cái này là sơ mi bèo 75.000. Còn bò sữa màu đen không? Rồi lên cho em luôn gấu nha mấy chị ơi, gấu nè. Lên cho em luôn mã gấu này, bò 39 tập ra lên số đi em. Đem mấy cái mẫu áo khác luôn qua đây. Rồi lên luôn set gấu này cho em luôn mấy chị ơi, 85.000 nè, set gấu 3D nha mấy chị. Nguyên bộ set gấu dài giùm em luôn, siêu đẹp luôn, 85.000. Chốt giùm em luôn gấu 85. Gấu 85 giùm em luôn, nguyên bộ dài mấy chị, quần ống suông nha. Kèm có băng đôn nè, gấu 85.000. Trăm ghé lấy lên số đi em ơi, gấu 85. Đưa quần đen này đây. Rồi quần đen này cho em luôn 35.000 mấy chị, rinh nha. Rinh 3 nút lưng thun đẹp lắm. Đen 35.000, quần đen có cái một à. Đen 35.000, chị nào lấy chốt nè. Y như quần váy vậy đó, dưới 55-56kg. Rồi gấu 85. Ai lấy gấu 85 thì chốt nha. Gấu 85. Rồi còn một cái bò hồng nè. Ai lấy bò nữa chút bò nha mấy chị. Còn cái bò này mấy chị ơi, còn bò nào nữa không? Rồi bò hồng giùm em luôn 39.000 dưới 6 nha mấy chị, dưới 60kg ha. Rồi bò rêu 39 nè. Đen 35 cho Tiến Thảo nè, hết đen. Rồi rêu giùm em luôn mấy chị, 39.000, rêu 39 với hồng 39 nha. Rêu 39 với lại hồng 39 nha mấy chị, dưới 60kg. Quần áo. Áo đó, quần đó đó. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, chuột 50 nè. Rồi chuột giùm em luôn 50 mấy chị, ai lấy chuột chút chuột nè. Chuột giùm em luôn 50 nha mấy chị, dưới 60kg nè. Chuột 50 với 60kg nè, em sale nhiều mẫu lắm mấy chị, sale rẻ thôi à. Mọi người chia sẻ bài giùm em ha, cắm theo dõi trang nha mấy chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn, xám 50 luôn. Rồi xám cho em luôn 50, chị nào lấy xám chút xám 50. Quần 3D vải mát lắm mấy chị, xám 50. Xám 50, chuột 50. Rồi hồng giùm em luôn 50, ai lấy hồng chút hồng nè, hồng 50 mấy chị ơi. Ai lấy hồng chút hồng đi. Rồi bò rêu bỏ An Nguyễn số đi chị ơi, 39. Rồi xanh này xe luôn 37.000, ai lấy xanh chút xanh nè. Xanh giùm em luôn 37.000, ai lấy xanh chút xanh giùm em nha, xanh 37. Rồi bộ hồng này cho em luôn 50 mấy chị. Ai lấy bộ hồng 50 thì chốt nha, bộ hồng 50. Kéo cho em cái gì? Rồi đỏ tay dài này giùm em luôn mấy chị, 37.000. 637 cho Lê Phụng dồn đơn ghé hả? Rồi đỏ tay dài này cho em luôn 37.000 mấy chị, dưới 60kg nè, đỏ 37 dưới 60kg, hàng cô tông đẹp nha. Đỏ 37 dưới 60kg nè. Rồi trắng mấy chị, trắng nu giùm em luôn 37.000. Rồi nu giùm em luôn 37.000 mấy chị, màu trắng 37 giùm em luôn. Trắng 37, nu 37 nè, với đỏ 37.
tay dài phơm rộng, tay dài phơm rộng nha mấy chị. Áo dây có nè chị ơi. Áo đang bận luôn em, 57kg ok chị. Áo thun có chị, màu hồng em hết rồi, giờ còn màu vàng chị lấy luôn vàng đi, hết rồi đó. Đưa mấy cái quần đen đen nó lại đây. Đen kaki kìa. Bỏ mấy quần đường xuống đây luôn. Rồi cái này quần kaki CS nè mấy chị, còn cái size 40 nè. Kaki CS nha mấy chị, size cho mấy chị luôn 40.000 ha. Kaki CS size 40, đáy cao coi giảm nha. Rồi dây cao mấy chị 40.000. Dây cam dùm em luôn 40.000 nha mấy chị, dưới 55 nó 6kg nha. Rồi kaki dùm em, quên, dây cam 40. Dây cam 40 nha mấy chị, dưới 55 nó 6kg nè. Dây cam 40. Đen 40 cho chị Quân Hoàng lấy số điện thoại giúp em nè. Rồi ba lỗ hồng mấy chị 40. Ba lỗ hồng dùm em luôn 40 nè. Áo đang mang 40 luôn nha, chị nào lấy chốt nha. Ba lỗ hồng 40 dưới 55kg. Quân Hoàng lên số thọ đi chị Quân Hoàng ơi. Rồi ba lỗ trắng giùm em luôn 40 nha mấy chị, chắc bo rip hết á, chắc đẹp. Ba lỗ trắng 40 dưới 55kg. Ba lỗ trắng 40 dưới 55kg nè. Rồi tiếp giùm em luôn dây xanh. Áo đồng mang anh Thúy ok bà này, 40 nè. Rồi áo đồng mang còn xanh đậu mấy chị, áo đồng mang còn xanh đậu nha. Rồi màu vàng nè. Rồi màu nu nha mấy chị, 50.000. Cái này là phơm rộng thể thao, nhìn nó đẹp lắm. Rồi nu 40 mấy chị, vàng 40 với lại xanh đậu 40 nè. Áo đang mang kia cho anh Thúy nè. Rồi dây xanh cho em luôn 40, chia sẻ bài đi mấy chị ơi. Xe 30-40.000 thôi, một cái áo đồ thôi mấy chị, rẻ lắm. Rồi dây xanh dùm em luôn 40 mấy chị, dưới 55kg. Cái này chắc bô rip hết. Không phải ba cái hàng mà da cá rồi gì đâu mấy bà, vải hơi bị bền, chắc hơi bị mịn. Quần đồ rinh còn chị nè, bữa nay xe tụt quần luôn đây. Rồi dây vàng, dây vàng đính đá giùm em luôn, phong bình thường này, xe luôn 40 nè, dây vàng 40, dây vàng 40 nha mấy chị, dưới 55kg. Dây vàng 40 dưới 55kg. Túi 139 là túi gì mới được? Túi 139 là túi gì chị? Rồi tiếp dùm em luôn dây xám mấy chị, còn cái xe 35. Dây xám dùm em luôn 35 mấy chị, dưới 50kg thôi. Dây xám 35 dưới 50kg. Dây xám 35 dưới 50kg nè. Chị nào hỏi dây rồi ba lỗ ở đâu rồi ta? Rồi chị nào lấy áo đồng mai thì chốt nha. Rồi cái trắng thì em sale. Trắng thì sale cho mấy chị luôn 35.000. Rồi trắng phong rộng này cho em luôn 35.000 mấy chị, dưới 60kg nè. Trắng 35 nha mấy chị, đen nơ 59. Ai lấy đen nơ chốt giùm em luôn, đen nơ 59 nha, đưa bằng chải lại bán. Rồi áo đồng mang là 40 nha mấy chị ơi, màu nu nè, màu vàng nè. Với lại màu xanh đậu giùm em luôn 40.000 nha. Dưới 60kg. Rồi bàn chải về lại mấy chị ơi, nhanh tay luôn bà con ơi. Rồi bàn chải thang tre dùm em luôn mấy chị, 5.000 một cây. Nhanh chốt số lượng liền cho em về lại. Có một tuần rồi mới có lại nè.
Rồi bàn chải thân tre dùm em luôn mấy chị, 15 ngàn đến 19 ngàn một cây nha mấy chị, theo giá thị trường mọi người bán. B shop Nhi bán chỉ có 5 ngàn thôi. Bộ ngố có luôn chị, 5 ngàn thôi, một áo hami đơn được nha chị, trên 80 ngàn, ít nhất là 80 ngàn dùm em. Một áo bao nhiêu đâu, đi đơn hết ship 30 ngàn, uổng. Rồi bàn chải thân tre dùm em luôn, 5 ngàn một cây. Ai lấy bàn chải thân tre thì chốt, 5 ngàn một cây, cái này xài hơi bị mềm. Mềm đã lắm nha mấy chị. Rồi bàn chải 5 ngàn chị nào lấy chốt nè, 5 ngàn một cây nha mấy bà ơi. Rồi ai lấy bàn chải chốt dùm em luôn bàn chải. Áo đồng mang có chị nào lấy thì chốt nha, 40 ngàn. 5 cây da da hân nè, đọc đi. 5 cây da da hân, 4 cây cho Lê Cẩm Tú. Rồi ai lấy bàn chải lấy thì chốt nha mấy chị. Rồi 3 cây luôn cho chị Ngô Lâm nè. Rồi lên áo trắng em đang mang C37 nha. Rồi áo trắng em đang mang cho mấy chị C luôn 37 ngàn nè. Rồi ngố cam luôn 101 nha mấy chị. Ngố Thái nè, ngố cam 101. Ai lấy ngố cam chốt dùm em luôn ngố cam nha mấy chị, 101 nha mấy chị ơi. 10 cây cho Quân Hoàng nè. Trời bằng chải thân tre mấy chị xài hơi bị riêng, lâu lâu mới có hàng mấy chị. Rồi trắng đang mang 37 cho Minh Anh nè, sale nói hôm nay nha mấy chị, xả kho. Giá siêu rẻ 3-40 ngàn không. Rồi ngố cam dùm em luôn 101, chị nào lấy chốt nè, ngố cam 101. Rồi trắng 37 cho Hằng My, còn không ta. Đây trắng 37 cho Hằng My. Lên thêm áo phông rộng đợt xíu đi chị. Đợt xíu cam cho Ngô Lâm 101 nè, ngố kìa. Lên thêm phông rộng đợi còn đợi xíu, 5 cây áo hồng 65 hết rồi. Em còn áo vàng. Đưa chị áo vàng nãy chị mang cái. Em còn áo vàng chị ơi. Em còn màu vàng nha, hết hồng rồi chị Tăng Lộc ơi, còn vàng 65. Còn một cái vàng à, lấy vàng 65 thì chốt nha. Không, cái này em mới đi lễ mụn hôm qua chị nên nó bị sưng sưng vậy. Chi Bê Huệ năm bằng chải, ngố cam Ngô Lâm rồi, tiếp ngố nè. Mới đi lễ hôm qua nên cái mặt đang bị đang xuất thuốc mụn á. Rồi áo vàng 65 này cho chị Tấn Lộc luôn nè. Rồi ngố này em xe qua Tri Ân cho mấy chị nha, 90 nè. Chốt dùm em luôn ngố xanh 90 nha mấy chị, ngố xanh 90 dưới 57kg nha. Ngố xanh 90 mấy chị dưới 57kg, áo đông mang còn một cái 37 ngàn. Chị nào đá đông mang thì chốt nha. Ngố xanh 90 thôi. Rồi ngố muôn dùm em luôn mấy chị, ngố muôn cho em luôn 90. Vải chắc vải này mặt hơi bị bền luôn á, em nói thật á. Bịch là trong bịch túi chip là mấy chị biết rồi, hàng bao xịn. Rồi ngố môn cho em luôn mấy chị ơi, 90. Ngố môn ngố xanh nha, mỗi màu còn hai bộ thôi. Áo đông mang còn cái 37 ngàn này, chế nào lấy chốt cho em nè. Rồi trắng 37 đi mấy chị, xanh 37 nè. Giống phô me đang mang mang luôn á. Rồi xanh 37, trắng 37 nha mấy chị. Chốt liền. Giá rẻ phải chân thật. Rồi tiếp dùm em luôn phong hồng nè mấy chị. Cái này phản quang luôn, hồng 35 ngàn luôn đi. Hồng 35 ngàn cho em luôn mấy chị, dưới 60kg nè. Hồng 35 dưới 60kg. Ai lấy bằng chải này thì chốt thêm nha mấy chị. Rồi cái đen này là nam nữ đều mang được nè mấy chị. Đen nam nữ mang được nè. Trắng 37 đang mang cho Lê Phụng nè, ok chị nè. Xe chuột 50 45kg mặt vừa luôn nha, tình yêu. Rồi cái xanh này em còn có cái, ai lấy xanh chút xanh giùm em không. Xanh này sale luôn 37 ngàn mấy chị, vải đẹp lắm. Cái này thật sự là em sale cho nó hết hàng thôi chứ vải rất ok mấy chị mặc nè.
lấy xanh 37 chốt giùm em luôn, xanh 37 nha. Chị Tăng Lộc có lấy bộ chuột 50 thì chốt nha chị, em còn có một bộ 45 cái màng vừa. Sale nói đấy mấy chị, sẽ kho hàng một cái ít gì đấy em sale đi hết. Xanh 37 luôn nha chị Hồng Phạm nè. Sáng Long Mang có 10 chốt rồi chị. Còn mấy cái còn á. Hồi nãy còn cái này chốt ra rồi. Long Mang nè. Làm hết hồn má. Nãy em chồng không biết đâu chị ơi, nói chung là em có đọc tên là chị có rồi đó, chứ giờ chị hỏi lại là em không nhớ nha. Rồi lên cho em luôn mã vàng đang mang mấy chị, vậy lấy luôn rồi lấy bộ chuột 50 cho Tấn Lộc. Minh Anh chưa có số chị. Rồi lên giùm em luôn mấy chị cái vàng này xem mấy chị luôn 35 ngàn nè. Màu này luôn hả? Phôm này dưới 60kg. Cái gì? Lấy cái gì? Bộ chuột 50 mà nu nu kia kìa. Cái quần ba đeo quần đùi á. Còn đúng không? Có teo mà. Ừ có. Coi thử màu đen hay màu gì đây mà đây mấy cái phong phong như vậy nè. Chuột cu xì hay là chuột cái kỳ? Chuột đó. Cu xì hay cái kỳ? Nó có hai chuột rồi nè. Ở đây. Cách tốt nhất thì đưa cho khách coi chứ giờ biết được. Rồi áo vàng đang mang 35 ngàn, chị nào lấy chốt nha. Rồi chị Tăng Lộc chị ơi, chị Tăng Lộc chị ơi, bộ chuột này đúng không? Đúng rồi mình ok giùm em với. Rồi chuột này cho em luôn với chị 50 nè, đúng không chị? Chuột 50 nha chị ơi, vải 3D mặt mát lắm. Rồi vàng hồng 35 cho Mai Phạm hả? Ok chị nè, trời ơi 35 ngàn cái quá rẻ rồi, mua lẹ lẹ đi mấy chị, bữa nay sale tổng chào, tổng shop luôn, rẻ lắm. Rồi cái màu da này cho em luôn 35 ngàn nè. Chị nào lấy da chút da 35 nè. Da giùm em luôn 35 ngàn. Cái này là máy luôn nha mấy chị. Cái này là kim sa luôn á 35 ngàn. Rồi môn 35 mấy chị. Môn 35 và xanh 35 cho em luôn. Cái này tay lỡ crop top nè. Rẻ bèo mà. Không có màu hồng mà em. Màu hồng là màu gì? Chuột hồng mà gì chị? Thì bây giờ em chỉ có chuột này chứ cái nào? Đó là bộ nào em không biết luôn á. Rồi da 35 luôn cho Lê Cẩm Tú nè. Ý là màu hồng là bộ nào? Rồi lên cho em tiếp tục luôn mấy chị. Cái này là tay lỡ của Rock Top nha. Lấy áo xanh á. Áo xanh là chị, cái này xanh 35 này đúng không? Xanh em đang mang đúng không? Rồi xanh 35 với lại môn 35 cho em luôn mấy chị nha. Cái này chắc giặt không có bị xệ nha mấy chị. Hàng xốp này em xe tẩm xả cho mấy chị á. Không có lợi gì trong đây đâu mấy chị, em nói thật. Rồi tiếp dùm em luôn là đen 35 nè. Đen 35 dùm em luôn dưới 60kg mấy chị. Đen 35 nè, hồng 35 nè. Chưa bao giờ đã bán giá như thế này luôn đó mấy bà. Cái này là sale hết. Rồi cáo bò này cho em luôn 39 ngàn nha. Bò 39 nè. Hồng với vàng đang mặc rồi em chốt rồi. Rồi bò giùm em luôn 39 mấy chị ơi, dưới 60kg nha, lấy bò chút bò 39 nè, rẻ quá luôn á. Chị Hi Chi lấy cái gì thì chốt lại giùm em chị ơi. Kèm số điện thoại nha. Mẫu đang mang chốt giùm em là xanh 35. Rồi xanh 35 luôn cho chị Mỹ Hạnh Lê Thị nè. Chốt lại em còn qua mẫu khác. Lên số giùm em đi chị. 35 ngàn đi là em không có lừa đâu các chị, nên là em bán cho nó nhanh hết thôi nè. Rồi lên cho em luôn mấy chị, cái con xanh này cho em luôn, ba con đỏ này 37 ngàn luôn nè. Tối không có like chị ơi, tối không có like nha. Bên em không dồn đơn luôn, mua rồi đi đơn luôn. Bà 39, cái gì ta, cái gì 39 ta. À bò 39 nè. Bò 39 cho Hằng My nè. Còn bò nào không em? Hết bò rồi. Rồi chốt giùm em luôn đỏ 37 ngàn mấy chị ơi. Đỏ 37 ngàn. Áo bò của chị màu gì Nhi?
Áo màu của chị màu gì thì màu đen chứ màu gì nãy chị lấy màu đen. Rồi trắng giùm em luôn 37 nha mấy chị. Áo đồng mang 37 nha. Rồi màu nu luôn 37 nha mấy chị, hàng của Tâm đẹp á. Cái sao nói 2 bộ rồi giờ đem 4 bộ. Chị ý là hôm qua chị nói 2 bộ mà chị. Còn tem mặt đầy đủ không? Chị ý là cái đó còn tem mặt đầy đủ chị. Rồi lên áo đang mang nha mấy chị ơi, 37 ngàn nha. Nè. Mặc cái này vừa mặc đi làm đi chơi gì cũng được nữa mấy chị, dưỡng da dưỡng kem gì đó. Đơn của chị là bao nhiêu? Đơn bao nhiêu cũng biết đừng trừ chứ đã là trừ là trừ rồi sao nè. Đợi em xíu chị ơi. Rồi nu 37 nha mấy chị, trắng 37 với lại đỏ 37 giùm em nè, áo tay dài phông rộng đi. Mặc dưỡng kem dưỡng da cho nó trắng da, cho tắn tay nè mấy chị. Bóng may luôn chị. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Khẩu trang hết rồi, không có khẩu trang nữa đâu chị ơi, hết hàng rồi. Rồi tiếp cho mọi người luôn. Cái này cái gì đây để em coi nè. Rồi bộ đùi hàng cotton này cho em luôn mấy chị, Gucci nè, sale luôn 35 ngàn một bộ luôn mấy chị. Chốt giùm em luôn vàng 35 ngàn nè. Vàng 35 ngàn không dùng đơn chị ơi, mua đơn nào đi đơn đó luôn giùm em, trên hai cái chốt đơn nha, một cái xả đơn nha mấy chị. Rồi vàng giùm em luôn 35 ngàn, chị nào lấy vàng chốt vàng nè. Vàng giùm em luôn 35. Dưới 55 kg nha. Rồi màu đỏ nè, xanh đậu nè, màu môn nè, xanh dương nè, màu hồng nè, màu nu nè, màu cam nè. Rồi màu đen giùm em luôn 35 ngàn. Quần đang mang chín tấc không? Cái này dài á chị, cái này dài á. Rồi bộ cô tông mặc nhà giùm em luôn từ 38 kg. Từ 38 kg nha mấy chị, cho tới 55 kg là mang vừa. Vàng đỏ 35 cho chị Hương Nguyễn, ok chị nè. Không ai bán giá 35 đâu mấy chị, bữa nay em sale hàng á. Đỏ vàng 35 Hương Nguyễn nè. Ghé đúng không chị, kêu chụp hình gửi qua tin nhắn cho nó nhanh đi. Rồi mấy chị, ai lấy màu màu xanh đậu chốt giùm em luôn. Xanh đậu 35 ngàn nè, xanh đậu 35 nè. Rồi xanh nu cho chị Ngô Lâm nè, xanh nha, xanh xanh đậu này với nu nè, 35 nè. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, môn 35. À lấy môn chút môn giùm em luôn mấy chị, môn nè. Bộ môn nha mấy chị, xanh dương nè, màu hồng, màu cam, màu đen nè, vàng 35 Tiến Thảo nè. À, lấy chị bộ vàng 35 hết vàng rồi qua màu khác liền đi chị. Hàng xe là 35 ngàn, không có khi nào em bán 35 ngàn đâu. Em nói thiệt với mọi người luôn á. Chị, hay là chị chạy cái bộ đó qua mình nhắn cho em coi với chị. Không thì gọi Facebook đi cho em coi với chị. Rồi ai lấy hồng chút hồng, hết vàng thì chị Tấn Lộc ơi qua một khác đi chị. Từ 38 kg cho đến 55 kg đó mấy chị mang vừa. Con mình mang cũng được nữa. Mặc ở già thoải mái mà nhẹ nha mấy chị ha, mình giặt nó cũng dễ nữa. Đang 35 cho chị Trần Hoa nè, giá nó rất là rẻ luôn rồi, em nói thật luôn á. Rẻ lắm luôn nha mấy chị, bữa nay sale giá thật sự chứ mấy chị là không bao giờ bán, em bán giá này luôn. Rồi màu hồng, màu cam nè, màu xanh dương tới màu môn, còn 4 bộ là hết nha, 35 ngàn một bộ à. Phiến nở hả em, chiều gọi chốt đơn em ơi, chiều nha. Rồi, rồi lấy hồng luôn chị Tấn Ngọc nè. Rồi ai có lấy thêm nữa không, còn 3 bộ nè. Rồi cam dùm em luôn 35 mấy chị, ai lấy cam chút cam. Còn 3 bộ mấy chị, màu cam này, màu môn này, với lại màu xanh dương nè, 35 ngàn bộ à, rẻ lắm. Có mua cho con mình nó đi chơi, nó ngồi nó lết, nó lúng gì nó cũng không có, thật cái chứ không có tiếc tiền. Rồi lấy xanh chút xanh mấy chị, 35 ngàn bộ đùi mặt nha. Gucci. Cái bộ mà dây yếm mình bán
49. Rồi còn ba bộ chế nào lấy chốt nha. Ba cái bộ giống nhau đó là. Ủa, áo này có người lấy đổ ra mà sao chưa chốt em? Rồi 49 ngàn bộ đó. Ý là biết sao chị, biết sao nó còn bo cái thun ở phía sau á chị, chứ không phải nó không vậy đâu. Nó còn giảm hơn cái thun phía sau lên nữa đó. Rồi trắng giùm em luôn 35 á chị, dưới 55kg nè. Trắng 35 với 55kg, chị nào lấy trắng chút trắng ha. Dạ, trắng 35 với 55 ký áo đang mang có 37 ngàn mấy, chị không lấy ta. 547 trừ 37. Rồi tiếp cho em luôn á chị, quần thể thao này có gì kéo bên hông, xe lỗ 35 ngàn. Xanh 35. Bộ dạ, xanh 35 cho gia hăng kìa. Rồi, quần trắng cho em luôn 35 á chị, xám nhạt 35 nè. Và xám đậm giùm em luôn 35 ngàn, quần thể thao mặc nhà. Mặc áo dây ba lỗ này là hay là áo phong gì cũng được, có 35 ngàn mấy chị. Hôm nay sale toàn giá, giá mà còn hơn giá tiểu học nữa. Trắng 35 cho Trần Hoa, rồi lấy bớt áo phong này đây cho chị thêm đi. Rồi hồng mấy chị, hồng phản quang giùm em luôn 35 ngàn. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em luôn 35 ngàn nè, hồng 35 nè. Ờ bữa nay có bị gì vậy chị ơi, bực mình quá à. Buôn bán like list gì mà nó bị sao đâu á. Facebook chính mà nó không cho like thì em nói với chị là đời là như là hết đời, chán thật. Qua đây ít người cứ bực bộ lắm chị. Trắng 35 gì đây Phiến Nữ ơi, trắng cái quần hay cái gì? Trắng quần hay trắng gì đây? Xám đậm 35 cho Phạm Trăng, Phạm Trâm nè. Xám 35, lấy xám này nha, chứ kia hết rồi, xám 35 Hằng My nè. Phiến Nữ lấy cái gì đây bà ơi? Bộ đùi mới lên, đưa hai bộ đùi mới lên đây sale có 35 ngàn thôi mấy chị. Tức quá đi, tức cái Facebook quá, tôi sale hết luôn á mấy bà. Sale lỗ luôn. Rồi còn thể thao trắng 35 thôi, trắng quần Phiến Nở nè. Coi còn quần thể thao nào nữa không đây mày lấy. Rồi hai bộ này cho chị Út Trương lấy thì lấy nha chị, em sale có 35 ngàn bộ thôi á. Không cần lời luôn. Tức tối hết trong người. Rồi cam 35 mấy chị, còn hai bộ nè, cam 35 với lại màu môn 35 nè. Cam 35 chứ môn 35. Bán gì mà 35, 35, 40 này là lời đâu trời, xỉu luôn. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, lên luôn áo xanh nữa nè. Áo xanh form rộng cho em luôn 35 ngàn. Ở dưới còn không? Rồi quần trắng thể thao còn đúng một cái cuối cùng luôn là hết nha mấy chị, 35 ngàn cho em. Mấy chị chia sẻ với lại bấm theo dõi trang bay giùm em nha. Rồi quần trắng thể thao còn cái là 35 ngàn nè. Đem lại đây luôn đi, mấy cái quần mà lẻ lẻ một một gì kaki, kaki gì đem hết ra đây. Rồi quần hồng tập kim cho em luôn á chị, quần hồng tập kim nè, xe luôn 40 nè. Rút hai bên luôn, mặc lên cái mông hơi bị căng. Rồi đồ má cái này mặc vô nữa nhức nách luôn không. Sáng mặc cái này, đi tập kim phải đẹp không. Rồi hồng 40 với lại tím 40 giùm em luôn á chị. Cái này dạng thể thao tập kim nha, rút hai bên đẹp lắm, xe 40. Rồi cái xanh này 35 ngàn cho em luôn mấy chị. Ai lấy xanh chút xanh. Xanh 35 ngàn dưới 60kg nè. Rồi mã loan này cho em luôn 50 mấy chị. Mã loan này cho em luôn 50. Mã loan 50. Sale nó thế luôn. Rồi kaki CM mấy chị, đáy cao 40 ngàn cho em. Kaki CM dùm em luôn 40 ngàn thôi mấy chị, đáy cao nha, nhức nhói luôn. Kaki CM 40. Rồi chụp cái địa chỉ của chị Tấn Lộc lại. Em lấy thêm màu môn 35 thêm cho chị luôn. Cái gì ta? Em lấy màu môn 35 thêm cho chị luôn. À bộ môn 35 cho chị Tấn Lộc. Ship thì đem coi chị ở đâu đây. Tây Ninh là 2-3 cái thì tầm 30 nha chị. Quần tập ghi màu hồng cho chị Tinh Nguyễn, nó số điện thoại giùm em luôn 40 nè. Có bộ dài loan không? Dài loan như em hết rồi. Dài loan hết rồi. Cho em xem là quần tập ghim mà còn cái màu tím này em 40 nè. Còn cái tím 40 nè. Còn có thể tao trắng đây là 35 này. Còn hai cái là hết luôn nè. Rồi chăn váy CL với chị sale 40 luôn. Có quần trăm, chăn váy CL 40. Lấy quần trắng 35 loan Nguyễn đi số giùm em chị. Hôm nay sale 35 40 cho nó hết hàng luôn mấy bà ơi. Tinh Nguyễn này nãy giờ có đơn chưa? Chưa. Rồi chăn váy CL này 40 ngàn nè. Chăn váy CL 40 nè. Rồi quần loan 50 luôn cho loan nè. Loan Nguyễn lên số. Rồi loan luôn lên số nha. Quần loan 50 nè, 40 em. Tinh Nguyễn lên số chị ơi.
Rồi kaki dùm em luôn mấy chị. Kaki nè, hôm nay em sale mà, quyết định là sale 30-40 ngàn sale hết. Kaki CM mấy chị, coi giảm đáy cao 40. Chân váy CL nè, chân váy CL sale luôn 40 luôn. Đó quần trong nha. Rồi áo môn này cho em luôn 35 ngàn mấy chị, dưới 60kg nè. Loan với lại Loan Nguyễn. Môn mấy chị, môn 35 ngàn dưới 60kg. Môn 35 dưới 60kg nè. Môn 35 dưới 60kg. Lên số điện thoại giùm em mọi người ơi. Kaki 55kg vừa chị. Từ từ đợi em xíu. Môn cho chị Minh Anh 35 nè. Áo môn 35. Kaki 55kg em vừa. Loan 50 cho Hằng Ly. Quần Loan 50 em còn nha. Quần Loan 50 em còn. Loan cái lấy ok. Rồi ai lấy quần Loan 50 thì chốt nha mấy chị. Quần Loan 50 ngàn mặc lên cái mông hơi bị đã. Dễ thương lắm, cái màu xanh nữa mấy chị, nhìn yêu gì đâu á. Rồi quần Loan 50 còn 3 cái nha. Rồi lên cho em luôn áo đỏ nè mấy chị, 65 ngàn nè. Brief form bình thường. Có bộ lẫn dài dài không chị? Bộ lẫn dài dài. Có. Ý là sao chị, quần tới đây hả? Rồi áo đỏ giùm em luôn 65 ngàn. Chị nào lấy chốt nè, đỏ 65. Rồi màu nu cho em luôn 65 mấy chị. Form này brief hàng xuất xịn luôn. Rồi màu cam giùm em luôn 65 mấy chị ơi, trắng nè. Đó như mấy phô mê đang mang này nhức nhối chưa. Rồi tiếp giùm em luôn là nu nè, nu 65 ngàn một áo nha. Áo đang mang 65 ngàn, đủ màu. Quần kaki ok chị nè, 40 tiếng thảo nè. Trang Nguyễn lên số đi chị ơi. Rồi cái chân váy CL này nó đẹp lắm luôn á mấy chị. Mà có 40 ngàn là rẻ lắm. Loan Nguyễn quần trắng 35 chưa có số chị. Có lên áo khoác không em, còn mấy cái áo khoác để em sale luôn chị. Áo Babylon có luôn. Mỗi người chờ em mỗi tí em like hết. Đưa chị một cái áo khoác này mình like cho nó hết ha. Lấy mấy cái áo khoác ở trên kia nữa. Form vừa nhỏ nhỏ thôi. Rồi khoác vàng này cho em luôn á chị. Cái này hàng kaki nhung nha, sale luôn 99 ngàn nè. Khoác này còn 3 cái nữa là hết rồi. Cái này khoác kaki nhung nha mấy chị, 120 giờ sale luôn 99 ngàn nè. Chân váy đó chị mang vừa không mà chị, nhiêu ký chị, cái đó CL đó. CL là 55kg là mang vừa á. Rồi áo khoác này em sale cho mấy chị luôn 99 ngàn nè, còn 3 cái là hết. Cái này là hàng kaki nhung nha mấy chị. Loan Nguyễn lên số điện thoại cho chị. Rồi chốt giùm em luôn mấy chị ơi, vàng 99 nè. Vàng 99 nha mấy chị, xanh đậu 99 với lại màu gạch giùm em luôn 99 ngàn. Áo khoác đang mai hàng kaki nhung. Nu số 5 cho chị Tấn Lộc nè. Trời ơi áo này đẹp lắm. Nu 65 nha chị Tấn Lộc. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em luôn 65 nha mấy chị, hàng bao xịn luôn á. Cái màu trắng này cũng đẹp nè. Rồi ai lấy trắng 65 chốt trắng 65 cho em ha. Rồi khoác đông mang là 99 ngàn nha mấy chị ơi, rẻ lắm rồi. Rồi khoác vàng nè, khoác vàng 99 cho chị Tinh Nguyễn nè, Loan Nguyễn có số nè. Xanh gì đây chị Minh Anh ơi, kèm cái giá tiền giùm em hay là cái gì? Áo xanh 35 hay sao? Áo đang mặc 55 cái mặt vừa chị. Chốt giùm em là xanh 35 hay là áo khoác xanh, em biết đường nào luôn á. Rồi chân váy luôn cho chị Tinh Tinh Nguyễn. Trời ơi cái này 40 ngàn em bán mà em tiếc luôn á. Thật luôn á mọi người. Rồi áo đang mang nha mấy chị 65 ngàn nè, chốt giùm em luôn trắng 65 nè. Màu hồng 65 nè. Màu cam 65 nè. Đỏ đang mang 65 nha mấy chị, form đẹp lắm chắc xịn mà. Rồi xanh lại giùm em luôn 65. Rồi xanh lại giùm em luôn 65 mấy chị. Rồi nu 65 cho em luôn. Trời ơi áo này đã lắm, từ 40 cho đến 57. Ờ 57kg là mang vừa. Khoác đó. Bình thường em ơi, form bình thường em không có dơ gì hết đó. Chị đã mang vô rồi mà dơ gì đó, form bình thường. Rồi gạch áo khoác đúng không chị? Mai xương này 99 nè. Rồi còn cái xanh đậu nữa là em hết hàng luôn. Ai vậy? Hoa sĩ này.
Rồi còn đúng một khoác xanh đậu nữa là hết nha mấy chị ơi. 99.000, mấy chị không mua áo này mấy chị tiếc á. Cái này hàng kaki nhung. Rồi xanh khoác cho Minh Anh luôn là hết luôn nha. Rồi tiếp qua mấy chị, ai lấy áo lông mai thì chốt 57 kg nó loại mang vừa. Rồi lên cho em luôn bộ caro nè. Rồi lên cho em luôn bộ caro này cho em luôn á chị, caro nha, em xem lỗ luôn, 35.000 cho em. Bộ này mà 35.000 đó mấy chị, hốt vài bộ về mà mang mấy chị. Rồi môn giùm em luôn 35.000 mấy chị, từ 38 cho đến 56 kg rồi mấy chị mang vừa cho em nha. Ai lấy môn 35 thì chốt này, mua 20 bộ luôn nè. Màu đen mấy chị, màu vàng, màu cam, màu hồng, màu đỏ, 35.000 em còn vài bộ thôi. Mà hàng là hàng cô tông nha chị, không phải là ba cái hàng da cá mà nóng nóng đâu, cái này là em sale để đi đơn cho mấy chị thôi. Rồi đỏ giùm em luôn 35.000, chị nào lấy đỏ chút đỏ nè. Từ 38 cho đến 56 kg là mấy chị mang vừa. Rồi trắng cho chị tính lên số nợ giùm em nè. Chốt sản phẩm trên 2 cái cho bên em đi đơn nha. Đang caro cho Loan có đơn rồi nè. Ok em, chỗ có 35.000 bộ à. Mua 2-3 bộ về mà mang nó rẻ quá luôn thật á. Môn vàng đỏ cho chị Trần Thị Dương nè. Em sale lễ đó mấy chị, tại vì lễ là bên em nghỉ tới 4 ngày nè. Em sale tụt quần để đi chơi á. Môn vàng đỏ Trần Thị Dương, môn vàng đỏ Trần Thị Dương nè. Môn hết hương tây ơi, còn hồng với cam. Rồi còn hồng với cam mấy chị, hồng này hồng rút rút đẹp lắm nhưng mà là hồng xính xúa đâu nha. Rồi chốt giùm em luôn hồng mấy chị, hồng với cam 35.000 là hết luôn. Màu hồng 35 với màu cam nè. Rồi ai lấy cam chút cam mấy chị, cam nha. Cam với hồng còn 2 bộ là hết 35.000 à. Cam hồng 35.000. Rồi lên cho em luôn mấy chị, ốc khoác dù cao cấp nha mọi người, xe luôn 99.000 nè. Chốt giùm em luôn khoác đen 99 nè. Em lên số điện thoại cho chị. Rồi khoác đỏ giùm em luôn 99 nè. Ai đó khoác dù kaki hai lớp siêu xịn sò này thì mấy chị chốt giùm em. Cây phản quang luôn. Rồi khoác đỏ khoác đen mấy chị, hàng dù xịn á. Hồng cam cho mặt trời hoa này, ok nè. Mặt trời hoa hai cái. Hai bộ rồi hết luôn nha. Lâu lâu mà sale thì thôi rồi luôn á mấy chị. Cứ vào mà mua thoải mái, rẻ quá rẻ luôn. Sale hàng mừng lễ. Rồi lên cho em luôn cái bộ phô mai con bò cười nè, hơi bị cưng luôn, còn vài bộ nè. Sale luôn 35.000 luôn nha mấy chị, tranh thủ nè. Bộ này xinh lắm. Em mở ra một cái mấy chị yêu liền luôn á, mà em bán giá 35.000 nó còn yêu hơn nữa. Rồi tiếp tục giùm em luôn mấy chị, hồng 35 cho em luôn. Ai lấy hồng 35 chút liền cho em luôn, hồng 35 đẹp chưa? Nhìn dễ thương lắm. Màu hồng, màu cam, màu vàng với lại màu xanh này 35.000. Vải mát lắm mấy chị, như hàng 3D vậy, vải cực lắm. Rồi ba bằng trải luôn cho mặt mặt trời hoa này. Chốt đơn lên 80.000 cho bên em đi đơn nha mấy chị, không dồn đơn nha. Chốt một like là đi đơn ngày nào đi đơn ngày đó luôn. Hồng 35 Út Trương lên số chị đẹp. Xanh 35 luôn cho hương tây ghé nè. Rồi xanh bơi cho mặt trời hoa nè. Rồi cam. Cam dễ thương lắm. Cam này cam sữa sữa nhạt nhạt đó mấy chị. Ai lấy cam 35 thì chốt. Cam 35 nha mấy chị, chẳng có đời nào mà em bán giá 35.000 cho mấy chị đâu. Nghỉ lễ nhiều quá bán cho hết đi chơi thôi. Vàng 35 cho hoa em. Sương sương nghỉ lễ 4 ngày. Rồi em còn vàng với cam là hết luôn mấy chị, 35.000 cho em xíu nữa xe bộ lửng nữa, y như vậy mà bộ lửng nó đẹp lắm. Rồi em còn vàng, chị nào mới vào chia sẻ bài giùm em nha, chia sẻ bán giá siêu mềm. Rồi còn cam với vàng mấy chị 35.000. Chốt đơn đi hai sản phẩm bất kỳ cho bên em đi đơn nha. Rồi qua luôn Loan, tiếp Loan cho em nè, Loan đỏ 35 nè. Loan đỏ giùm em luôn 35. Phạm Trâm là xanh hết rồi em ơi, là còn cam nè. Còn một bộ vàng em có lấy thì lấy. Thôi em lên số chị ơi. Bộ giày có. Còn bộ vàng nè. Còn bộ vàng này chị gì đây? Bộ vàng này Phạm Trâm ơi lấy vàng không? Chốt vàng luôn cho hết bạn ơi.
chia sẻ nha mấy chị, mua hàng giá siêu rẻ. Chị ơi. Rồi còn bộ vàng chốt giùm em đi 35.000 nè, Phạm Trâm gì nè, vàng trắng da lau củ em, vàng 35. Trời ơi, lên cái đỏ loan này cho em luôn, 35 luôn mấy chị, đỏ 35 luôn nè. Loan đỏ 35 cho hoa em nè. Rồi loan cam giùm em luôn, với lại loan xanh. Xanh này em ghiền ghê luôn á, mặc lên nó trắng da mà nó đẹp. Chốt hai cái bên em đi đơn nha. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị. Tiếp dùm em luôn là vàng 35 rồi ta. Ờ vàng 35 kia. Rồi lên cho em luôn mấy chị, màu xanh 35 ngàn. Ai lấy xanh chốt xanh nha mấy chị. Em vặn vừa không mà chị, ý là chị bao nhiêu ký? Chị bao nhiêu ký chị ơi? À, Út Tiên Đinh nè, chị chưa mua hàng bên em lần nào mà chị nói là hàng mỏng đồ này kia. Cái này chỉ có gan ăn tức ở thôi, cái người rảnh không nè. Chị nào mua hàng bên em rồi mấy chị cho em một cái gọi là cái gì ta? Chị nào mà mua hàng bên em rồi mấy chị cơm lên một cái câu đó cho khách nó tin hả mấy chị. Em nói thì mấy chị đâu có tin đâu, khách em mua rồi mới tin. Chị nào đã từng mua hàng bên em rồi mấy chị cho em một cái câu chất lượng hả mấy chị. Cho khách mới người ta khỏi phải lơ mơ. Cái này bình thường không bao giờ em bán giá này mấy chị, đã là sale rồi nên em bán giá thật tình. Em không lời luôn đó mọi người. Ngồi đau lưng mỏi mồm mỏi đùm lum hết, không lời luôn. Lấy một bộ ngố tím nữa nha Nhi. Bộ ngố tím đâu ta? Bộ ngố tím nào chị ơi? Vàng Phạm Trâm hết luôn nè. Ờ xanh cho Loan nè. Rồi xanh cho Loan nè. Mấy chị nào mà mua hàng rồi thì mấy chị khùng minh giùm em, ghét cái bà này tức ghê á. Thấy khách lạ chưa bao giờ mua hàng mà vô nói tàu lao vậy đó mấy chị. Bố mà trả cho chị Tinh Nguyễn nè. Bên chị không có đổi hàng nha em, mua hàng chắc cứu không đổi hàng. 3938 cái mang vừa. Đó khách đó, khách nó comment lên vậy đó mấy chị, chứ còn đôi khi em nói thì mấy chị không tin. Rồi ai lấy xanh chút giùm em luôn, xanh 35 mấy chị, xanh với cam 35. Bên em bán hàng chắc cú không có đổ qua đổ lại hàng nha mấy chị, mua là mua thêm, bên em có 35.000 bộ, mua thêm bộ nó đi hoa em ơi. Mặt nhà bao mát, cái này hàng 3D mà. Rồi xanh 35 mấy chị. Nói mà tức thiệt luôn á, bà rảnh ghê á, trưa không đi ngủ dùm cái thì khổ ghê mấy bà. Đây là avatar ảo, nó là biết là mấy người gan ăn tất ở rồi. Rồi cái bộ này là từ 38kg đến 55kg mấy chị mang vừa dùm em, tại vì có độ co giãn nha mấy chị. Rồi cam 35 chứ xanh 35 dùm em mấy chị, cam 35 xanh 35, còn hai bộ là hết luôn. Trời ơi, nhiều khách mua ghiền luôn á. Nói chung là bán giá rẻ vậy thôi, mấy chị cứ mua thử đi. Đôi khi mấy chị cứ nghĩ là ừ rẻ thì thôi, có mặc gì được không, chẳng qua là như lợi ích thôi, như lợi ích thôi mọi người. Như chị mấy cái bàn chải qua đây. Rồi bàn chải nè, chị nào vào sau thì chốt nè mấy chị, bàn chải giùm em luôn. Đưa bộ sọc đi chị xem phát. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người nha. Cái gì chứ không bằng là mấy chị khen luôn á, thật sự. Mọi người mà tin tưởng ủng hộ mình là em mừng lắm luôn á mấy chị. Em cảm ơn hết mấy chị nha. Rồi bàn chải này cho em nè mọi người ơi, sale luôn 5.000 một cây thôi. Cái này bàn chải thân tre. Riêng về cái bàn chải này thôi là bình thường mấy chị mua 15.000 đến 19.000 một cây á, mà bên em bán có 5.000 thôi. Bàn chải thân tre mấy chị 5.000 thôi. À ngố mồ môn 90 cho chị Tính Lê. Ngố môn con chuột á. Mua từ hồi mới có bầu, giờ 10 ngày nữa là sinh rồi. Em cảm ơn chị nha. Rồi ai lấy bàn chải thì chốt nè. Rồi bộ dài này em xe luôn 50.000 cho nó hết hàng nè mấy chị. Rồi chốt giùm em luôn bộ sọc 50 nè. Chốt giùm em là đen 50 đi. Rồi đen này cho em luôn 50 nha mấy chị. Form này dưới 60kg, quần dài nguyên bộ dài luôn, ống suông. Như bộ này chị sau sinh chị mang cái bộ này chứ thoải mái này chị ấy. Em sale có 50 thôi, vải mát lắm. Rồi chốt giùm em đen 50 đưa màu trắng đây. Rồi đen 50 mấy chị, quần ống suông, vải cực kỳ mát. Cái này còn vài bộ này mặc ở nhà nó thoải mái vô cùng. Biết giờ là cả nhà mua luôn. Rồi ai lấy trắng 50, chốt trắng 50 nè. Bộ này mấy chị mặc mát lắm, mát cực kỳ luôn á. Ống suông mấy chị mặc ở nhà thoải mái. Rồi 60kg đó lại mang vừa giùm em ha. À, bên chị gọi chốt đơn nha em. Mát hề, mặc cái nhà nó sướng gì đâu luôn á. Em nói thiệt á, mặc hơi bị đã, cái bộ này nó mát rượi luôn á. Rồi trắng 50 với đen 50 đi. Cho chị cái bộ lửng cha. Đúng rồi. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, qua luôn bộ lửng này. Rồi lửng này sale mấy chị luôn 42.000.
bàn trải ba cái chị Hồng Phạm. Em lẫn em chỉ có bấy nhiêu thôi là hết luôn đó mấy chị. Lẫn rồi qua bộ lẫn mấy chị xe luôn 42.000, mặt nhà có đi chợ gì cũng được. 42.000 bộ lẫn dùm em nha mấy chị, dưới 55kg. Từ 38 40kg đến 55kg mấy chị đều mang được dùm em luôn nè. Phối với quần màu đen đen mấy chị mang nó sạch nè. Rồi tiếp dùm em luôn vàng 42.000. Chị nào lấy vàng chút vàng nè, vàng 42, đen 50 cho nụ trăm. Trời lâu quá mới thấy ủng hộ luôn bà nụ trăm ơi. Bộ đó mặc đã đó. Ờ hay là mai lấy bộ nó lên xem mặc nè. Nó bao sướng luôn quá trời. Ừ. Rồi cái này chốt dùm em luôn mấy chị. À, lẫn vàng là 42.000 thôi à. Vải mát nha. Xanh 42 nè. Màu đỏ nè. Màu đen mấy chị, màu đen nè, màu cam. Rồi màu hồng cho em luôn 42.000 bộ thôi, bộ lẫn nha. Mặc nhà khách hứa hay lỡ mà có đi chợ đi đâu chạy tí cũng được nè. Rồi quần đông ăn có bán không chị? Ai lấy xanh đậu chốt giùm em luôn xanh đậu nha, 42.000. Xanh đậu giùm em luôn 42.000, chị nào lấy chốt nè. Quần lẫn hồi nãy là đùi. Hồi nãy là đùi nha, còn này là lẫn nha mấy chị, lẫn không có túi bà ơi. Cái này không có túi, có 42.000 mặc nhà thoải mái lắm. Không có túi. 42.000 bộ mấy chị, mua vài bộ luôn mang ok á. Thật. 58kg ăn vừa nha bạn ơi. Cái này hàng co giãn mà, thun co giãn mà. Có 42.000 bộ rẻ lắm. Lẫn lẫn 42 màu đen cho Loan nè. Thiệt, một cái bộ đồ dày mà lẫn này mà có 42.000. Độ tiền vải cũng chưa được luôn á. Rồi cam giùm em luôn 42 này, chị nào lấy cam chút cam này. Cái này co giãn thì dễ mang lắm mấy chị. Cam 42.000. Ai lấy cam chút cam ha. Lẫn mang cho tiện nè. Lẫn ai lấy lẫn chút lẫn. À, bao nhiêu cái cho chị coi hả? Quần á hả, chị mang xe gì? Quần em đang mang chị mang xe gì? Rồi cam 42 cho Hằng Ly nè. Chốt đơn hai cái bên em đi đơn nha. Mấy chế đẹp. Rồi lên cho em luôn áo nhũ mấy chị, nhũ thái xe 40. Nhũ thái nha, xe mấy chị luôn 40.000. Hàng tem mát nè, có cái duy nhất thôi. Rồi nhũ giùm em luôn 40 mấy chị. Nhũ 40. Ngó tím em chốt cho chị rồi nha, chị tính Lê ơi. Rồi nhũ giùm em luôn 40 mấy chị, dưới 60kg nè, một cái duy nhất. Ai lấy nhũ giúp nhũ nha, 40. Rồi môn giùm em luôn 35 mấy chị, dưới 60kg nè. Môn 35 mấy chị, môn 35 dưới 60kg ha. Rồi áo đen có cổ phông rộng này cho em luôn 35 đi. Đen có cổ phông rộng luôn 35 nè. Rồi tiếp dùm em luôn đỏ 35. Ai lấy đỏ chút đỏ cho mấy chị, đỏ 35.000. Đỏ 35. Ờ 60kg bên em không có sai chị ơi, lên xích kiểu hả? Rồi xích kiểu đợi em xíu luôn. Xích kiểu. Em có xay nhưng như còn xay 30 à. Rồi lên cho em luôn cái xích đỏ nè mấy chị, đen cho mặt trời hoa. Em có đơn. À mặt trời hoa. Rồi đen nè, đen 35 đúng không ta? Rồi đen cổ 35 cho mặt trời hoa. Môn 35 luôn cho chị Trần Hoa. Hoa không à. Rõ đen chốt rồi, xanh 42. Xanh 42 đây đúng không? Xanh 42 bộ lửng lửng cho Phạm Trâm. Rồi xét đỏ này em sale cho mấy chị luôn 50.000 à. Rõ sale lỗ luôn nhé bà ơi. Đã nói là tổng chào để sale dọn kho thì em nói với mấy chị là cỡ nào em cũng bán không có lời. Hả? Rồi mặt trời hoa số điện thoại theo bao nha bạn ơi. Lên lại số điện thoại khác dùm Nhi nè. Mua hàng thì mấy chị mua hàng đừng có bơm nha. Em tội nghiệp em quá mấy chị. Đã lên sale hàng rồi thì chị nào mà thật tình mua thì mua, không để người khác mua nha. Đừng có sale, đừng có bơm nữa, em khổ quá. Thật. Đỏ cổ 35 luôn cho Hồng Phạm nè. Hoa mặt trời lên lại số điện thoại dùm em nè. Số điện thoại theo bao rồi. Đỏ 50 này cho chị Trần Thị Dương nè. Nguyên một cái tết em bán 120.000. Giờ bán lỗ 50. Chắc là bán kiểu này chắc nhanh giàu lắm đây. Rồi ai lấy xếp trắng chút xếp trắng luôn 50. Rồi xếp trắng giùm em luôn 50 xanh lá cây hả.
Rồi bộ xanh lá cây cho Phạm Trâm, em bỏ cái bộ kia qua đây. Rồi set trắng giùm em luôn 50. Cái này set cái này còn màu nào nữa không? Vải đẹp lắm nha. Cái này 100-240, giờ xe lỗ 50 mà. Rồi set trắng là mặc lên bao xăng rồi 50 ngàn đó mấy chị. Mua 2 set gì mà mang. Rồi set trắng 50 nè. Set trắng 50 với 55kg ha, còn set nè. Ai lấy set trắng 50 thì chốt. Rồi tiếp dùm em luôn áo 2 màu mấy chị. Áo 2 màu dùm em luôn 35 ngàn. Áo 2 màu dùm em luôn 35 nha mấy chị. Áo 2 màu 35. Xanh vô 42 cho Hằng Ly. Ok tình yêu luôn. Rồi 2 màu 35 ngàn mấy chị. Tiếp dùm em luôn hồng 35. Hồng 35 luôn theo này. Hồng 35 còn xếp chị ơi. Hồng 35 cho em luôn nha hồng. Rồi hồng phơm rộng thì có 35 ngàn. Xếp trắng 55kg đó lại nha. Rồi ai lấy hồng 35 chút hồng 35 cho em luôn mấy chị ơi. Dưới 60kg nè. Tiếp dùm em luôn là đen 35 nè. Ờ em sạc cù cái gì đây. Rồi mở máy đi Nhi, xác nhận số điện thoại các bạn ơi. Rồi ai lấy màu đen chút dùm em luôn. Màu đen 35 nè. Đen 35 nha mấy chị. Đen 35 mấy chị, đỏ 35 cho em luôn. Áo mà có 35 ngàn. Em nói nha chị nào mà đã từng mua áo phong bên em đó thì chị biết nè. Giặt là không có bị xệ mấy chị và hàng theo. Đó. Cái này sale là em sale em xả giá là giá gọi là giá thanh lý luôn, không có còn là giá sale nữa đó mấy chị. Rồi đỏ giùm em luôn nè, 35 ngàn nè. Về mặc ở nhà đi chơi đi làm cũng được hết á. Quá rẻ. Rồi vàng giùm em luôn 35 ngàn. Chị nào lấy vàng chút vàng 35 nè. Rồi mã này chốt giùm em luôn hồng nai 35. Ai lấy hồng nai chốt giùm em luôn hồng nai 35 nha. Rồi set trắng luôn Trần Thị Dương luôn có 50 ngàn không lấy đâu. Lấy chị mấy cái set đó Phượng. Em mặc đồ chị đẹp lắm, em cảm ơn chị nha. Mừng hết lớn luôn á, cứ khách khan. Khách mà khen là em mừng. Rồi chị mấy cái set này đưa cái set vé đây đây. Bán như thế luôn thôi. Rồi lên cho em luôn set vé màu đen mấy chị, sale luôn 65 ngàn nè. Rồi hồng nai 35 Bích Phượng lên số đi, tình yêu có 35 ngàn một áo. Chốt đơn 2 cái cho bên Nhi đi đơn. Rồi set vé màu đen này 65 ngàn mấy chị. Cái này chị nào nếu mà ngực bự thì mặc luôn giùm em. Còn chị nào mà thấy hở quá thì mặc áo bara hoặc là áo dây phía trong, hoặc là áo ống nha mấy chị. Rồi xe mấy chị luôn 50. Hồng gấu cho Tấn Lộc ok chị. Hồng gấu này em mang nó đúng không? 35. Rồi chốt giùm em luôn vest đen 50, vest nu 50. Trời ơi cái này chắc xỉu quá. Nãy em có được bộ vàng 35k không? Hoa em có không? Có sao á, có. Rồi xếp vé này mà em bán 50 ngàn này chắc là em xỉu liền luôn mấy chị. Mấy đứa nó làm nó kêu chị có khùng không. Em nói thiệt, một cái áo và một cái chân váy có quần trong nó đẹp nhất nhối như vậy, sale 50, tin nổi không mấy bà. Mà cái này là hàng như hàng chắc tay nha mấy chị. Hàng tay không phải là ba cái hàng thun đâu. 50 ngàn, chốt liền cho em. Áo là mặn 57kg bao vừa cho chị luôn. Cái này mà 50 ngàn, mang đi chơi lễ hỏi ủa mua ở đâu rẻ vậy 50 ngàn, má không có đứa nào tin luôn á. Rồi vest nu 50 và vest đen 50 nè. Bán cho nó cháy mẫu luôn cần lời. Đưa mấy cái set vest nữa đây. Ô quên mấy cái mẫu không? Mẫu set set gì đây. Rồi tiếp dùm em luôn mấy chị set nu. Set nu nha. Sale mấy chị luôn 85 ngàn có quần trong cho em. Mặc vô y nguyên một cái set váy vậy đó. Rồi set nu dùm em luôn 85 mấy chị. Set đỏ 85. Mỗi thứ em còn set thôi em có nhiều nha. Vào chấm bài chia sẻ giùm em mọi người ơi. Rồi nu 85 và đỏ 85 cho em luôn nguyên một set thiết kế nha, 85 nha. Đây chị những cái form áo như em đang mang này giờ có mấy màu nè, màu nu. Chốt giùm em luôn là nu 65 ngàn, dưới 57kg nè. Rồi màu xanh lạ 65. Mặt này lên hơi bị đẹp luôn. Rồi cam 65. Tiếp cho em luôn mấy chị, nu hồng. Hồng giùm em luôn 65 nha mấy chị. Và màu trắng nè. Ai lấy màu trắng chút giùm em luôn trắng 65. Mã hồng 35. Mã hồng 35 hết rồi em ơi. Mã hồng 35 hết rồi. Qua mẫu khác đi em. Áo hết rồi. Áo hết màu hồng. Lấy còn áo không không? Đây rồi đó. Rồi xanh giùm em luôn 35 ngàn. Ai lấy xanh 35 chút giùm em luôn xanh 35 mấy chị. Xanh 35 ngàn giùm em. Vàng 35. Vàng giùm em luôn 35 nha mấy chị. Có áo rộng không rồi, áo phông rộng rồi em. Rồi áo phông rộng này em ơi, xe 35 ngàn này em ơi. Rồi hai màu dùm em luôn 35 ngàn. Hai màu 35. Tiếp cho em luôn á chị, cái này phông rộng phông thể thao nè.
Cái này em xem chị Lung 40, xanh đậu 40. Rồi xanh đậu 40 mấy chị, nu 40 nè. Xanh đậu 40, nu 40, áo này mặc lên hơi bị đẹp luôn, cái này thể thao. Đưa 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 cái đi đuổi đó ra qua đây. Như vậy là sao em ơi? Hỏi gì đây em ơi? Áo nhũ cam để tôi luôn, ok. Nhũ cam 40 nhất nách. Vải hơi bị mát luôn nha. Giờ là nhất nách rồi, xíu mà tôi like nữa là tôi kêu là tát nách luôn. Đồ trang áo nhũ nè. Rồi lên tiếp giùm em luôn cái bộ chuột nè mấy chị. Ba đê xịn sò, bao đẹp luôn, 35.000 tiếp tục một mẫu. Xanh đầu 40 đồ trăm. À, Sướng hỏi sao bán nhanh vậy trời ơi, em bán 35.000 cái, 35.000 cái là sao không nhanh cho được, bán lũa luôn sao không nhanh. Xanh đầu 40 nụ trăm. Rồi tiếp giùm em luôn á chị, nu 40. Chơi vậy ai sợ không chứ mấy đứa sợ em rồi. Rồi vàng giùm em luôn 40 nha mấy chị, cái này thể thao phông rộng vàng 40, nu 40. Lên cho em luôn bộ đùi nè, hả chị nào chưa mua được bộ đùi thì bây giờ chốt thêm này cho em luôn 35.000 bộ nè. Vải hơi bị đẹp, em nói thiệt 35.000 khi mấy chị nhận hàng với giá trị 35.000 là phải trên 35.000 cho mấy chị, em nói thiệt. Vải hơi bị thích, màu đen nè, màu môn, màu cam, màu đỏ, màu xanh dương, màu hồng, màu xanh đậu, màu vàng. Rồi 35.000 một bộ đùi mặc nhà cho em. Không có con khùng nào bán cho con này luôn á trời. Rồi ai lấy vàng 35, chút vàng 35 cho em luôn mấy chị ơi. Vàng 35.000. Bộ đùi mặc nhà mà có 35.000, nhắm mắt mua em thấy cũng rẻ nữa. Chị ăn vỏ luôn chị. Ăn cô lăn vỏ vô chết liền á. Chết liền. Ừ chết liền luôn á. Tự nhiên lăn cái đùng luôn. Môn 35 cho hoa em. Rồi ai lấy thì chốt nha mấy chị ơi. Bộ 35.000 mặc nhà mua cho con mình mang dũng được. Từ 38kg cho đến 57-58. Cái này nó coi giãn dễ mang lắm. Ai mang cũng được. Coi giãn nha mấy chị, hàng thun mà, thun cô Tâm coi giãn mà. Rồi vàng 35 cho phiến nữa, nay tôi bán sale nốt hết. Rồi tiếp dùm em luôn xanh đậu nè. Ai lấy xanh đậu chốt dùm em luôn xanh đậu mấy chị, 35.000 một bộ. Ai lấy xanh đậu chốt xanh đậu. Vàng 35 hồ thì tươi, lên số điện thoại tình yêu ơi. Rồi xanh đậu, xanh dương, màu đen, màu cam, màu đỏ, màu hồng, 35.000. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em luôn, chốt giùm em đơn đi hai cái cho bên em đi đơn nha, đừng có chốt một cái đi ra mấy chị, buồn lòng lắm luôn á. Rồi ai lấy bộ đùi nữa thì chốt thêm nè, 35.000 à. Còn nào mình biết chứ nè, cô thì tươi lên số đi chị. Rồi qua nha mấy chị ơi. Rồi quần loan này cho em luôn 50, chị nào lấy chốt nào, quần loan 50 nè. Quần loan này cho em luôn 50 nha mấy chị, dưới 55kg ha. Ai lấy quần loan chốt quần loan 50 dưới 55kg. Hồi thì tươi ghé ok chị. Rồi lên áo thái này đi mấy chị, 37 nè. Chốt giùm em luôn là vàng 37 nè. Rồi màu kem 37 nè. Và màu hồng giùm em luôn 37.000 nè. À, Lê Hồng em có đơn chưa hả? Lê Hồng chốt gì em đâu thấy gì đâu em. Em cứ hello nhiêu vậy em có chốt đâu. Rồi hồng giùm em luôn 37.000. Tính em thì hay nói vui vui vậy nha mấy chị. Đôi khi nhiều chị là bảo sao con này nó xào xào nữa nha. Nói về cho vui mấy chị khỏi buồn ngủ. Rồi hồng giùm em luôn 37 mấy chị. Kem 37 với lại vàng 37.000 này dưới 55kg nè. Em hay nói vui vậy. Cái chị cái nón mới về đây, nó đẹp quá, lấy cái màu gì đây? Hồng 37 cho Hồng Phạm nè. Ờ, áo con ong 65, em Lê Hồng lên số điện thoại giùm chị đi, áo con ong 65. Trời ơi, cái nón nhức nách vậy. Thôi mình ở dơ cũng mình lấy màu đen đi. Màu đen mới cho lại. Đẹp quá, đâu rồi? Ui. Rộng nó có dây rút ở trong á. Ừ. Cái này có dây rút phía trong nha mấy chị. Có dây rút nha, đội rút giống em. Nón, nón này cho em luôn mấy chị ơi, 69.000. Ê đẹp quá he. Rồi màu cái này nó đẹp hơn cái hôm bữa Phượng lái.
cái khử nó bị mốt mốt. Nó bị mềm rồi. Cái này nó cứng được, này về đẹp nè. Rồi hồng cho em luôn 69 mấy chị. Rồi hồng nu với đen, đẹp ghê á. Rồi hồng nu với đen giùm em luôn mấy chị, 69 ngàn. Hồng nu với đen 69 ngàn giùm em luôn. Chị nào lấy nón chốt nha mấy chị ơi, 69 ngàn một nón, đẹp bá cháy luôn. À, hồng hồng có cổ ha, hết rồi, hết hồng có cổ rồi. Lấy hồng lên số đi chị. Rồi ai lấy hồng tim chốt giùm em luôn, hồng tim 39 này, hồng tim 39 ngàn. Nón này bền lắm. Nón này không bị mốt méo gì đâu mấy chị. Còn có cổ thì lấy nu gà nu 69 luôn cho chị Hồng Phạm, nón này đẹp lắm mấy bà. Cái này như siết vậy, đội như siết vậy. Nu 69 luôn còn không? Nu 69 luôn cho Lê Hiền. Nó hơi bị chất lượng. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị. Còn chị vàng có cổ nè. Này được không? Được. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị. Có hồng có vàng có cổ này 37 ngàn nè. Hồng có vàng có cổ 37 ngàn. Ai lấy nó nên chốt thêm nha chị, có 69 ngàn à. Có dây rút nên là đầu to đầu nhỏ gì đó thì mấy chị xài cũng được nha, có dây rút nha mấy chị. Rồi qua nè mấy chị ơi, rồi lên cho em luôn một cái con đỏ thái này, cho em luôn 50 nè, đỏ thái 50 mấy chị, dưới 57 kg nè. Rồi đỏ thái này cho em luôn 50 dưới 57 kg mấy chị, có sẽ like hai bên. Rồi đỏ thái 50, rồi xanh đậu giùm em luôn 37 ngàn. Xanh đậu 37 nha mấy chị, dưới 60kg nè. Tiếp dùm em luôn mã đen 35. Ai lấy đen 35 chút dùm em luôn đen 35 mấy chị. Đen 35 nè. Áo này đẹp nè mấy chị ơi. Rồi trắng dùm em luôn 37 nè. Trắng 37 và đen 37 dùm em luôn. Chị nào lấy chốt ha. Trắng 37 đen 37 nón hồng với Tinh Nguyễn nè, 69 nè. Nón mới về luôn á, đẹp lắm. Rồi trắng 37 và đen 37 giùm em luôn tay lỡ crop top nha. Trắng 37 đen 37. Hả? Rồi cái này gọi là nón gì đó, nón đi biển hả? Không, ủa bây giờ người ta phơi lúa người ta đổi được vậy. Mắc mới gì phải nón đi biển. Rồi trắng 37 cho Ngọc Nhi nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã nón đẹp đi mấy chị, nhiêu ta? 69 luôn. Rồi mã nón đẹp. Mã nón đẹp giùm em luôn 69 ngàn mấy chị ơi. Ai lấy mã nón đẹp thì chốt nha mấy chị, có hoa phía sau nữa, hoa lá hẹ gì đó, nón đẹp 69. Ai lấy nón đẹp chốt giùm em nón đẹp 69. Rồi cái đen này 37 ngàn, còn cái này chị nào lấy thì chốt luôn hết á. Còn đồ ngủ cổ yếm không? Đồ ngủ cổ yếm các bạn. Lấy còn một hai bộ vậy sao á. Có không, coi còn không? Còn có một à hết rồi, hết rồi. Rồi còn đen 37 nha chị Khe Tù ơi. Đúng không? Khe Tù. Rồi còn đen 37 thôi, hết trắng rồi bạn. Lấy đỡ qua cái đen này đi. Đen 37 với chị Trần Hoa nè, coi mình còn áo ngắn áo này không. Rồi bộ chuột này cho em luôn 50 mấy chị 3D nè. Chuột giùm em luôn 50 nha mấy chị, dưới 55kg ha. Ai lấy chuột chốt chuột nè. Chuột 50 dưới 55kg. Chuột 50 dưới 55kg mấy chị. Hồi nãy có về với da hay gì không, mấy cái gì hot hit gì đem đem này đấy. Rồi với da cho em luôn mấy chị ơi, 10 đôi 69 ngàn nè. Bao xài bao chất lượng luôn. Rồi với da giùm em luôn 10 đôi 69 ngàn mấy chị. Kính ở đây, kính này đây. Rồi với da giùm em luôn 10 đôi 69 ngàn. Mang kính này đây bán đi cho lễ nè. Với da 10 đôi 69 nha mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn set khăn này mấy chị, 10 khăn 50 ngàn. Trời ơi khăn đợt này về bao bự. Khăn siêu thấm nha mấy chị, lâu tới đâu là thấm tới đó. Rồi set khăn giùm em luôn. Túi xách rồi chị, túi xách em còn ít vài cái. Để em bán rẻ luôn được không? Bán 10 ngàn cái thôi được không? Rồi lên luôn set khăn này cho em luôn mấy chị, 10 khăn siêu thấm 50 ngàn. Rồi set khăn giùm em luôn 10 khăn mấy chị, thấm lắm, xài đã. Set khăn cho Thí An Nguyễn nè, khách quen rồi ta. Đúng rồi.
Thí An Nguyễn Xích Khăn nè. Áo đang mang còn màu gì hở? Màu trắng em ơi. Trắng nè, 65 nè. Rồi màu hồng nè, màu cam, màu xanh. Rồi màu gạch giùm chị luôn nha, 65 ngàn em ơi. Cái khăn Phan Hiền kìa, bữa nay về khăn bự, đẹp. Rồi ai lấy áo đang mang thì chốt nè, chị Phan Hiền ơi, áo đang mang xịn xò lắm chị, đẹp lắm nè. Phơm bình thường nha. Rồi màu nu nè, màu xanh lạ nè. Màu cam nè, set khăn Hồng Phạm nè. Màu hồng nè. Và màu trắng nè, cái này body phơm bình thường á, nó coi giãn thoải mái. Rồi còn một cái đỏ đang mang, chị nào lấy thì chốt nha, có 65 thôi. Rồi lên cho em luôn kính trắng mấy chị 40. Mang đi chơi lễ mấy chị, kính trắng 40. À, lấy kính trắng chốt giùm em luôn mấy chị ơi, kính trắng 40 ngàn giùm em luôn. Kính trắng 40 chị nào lấy chốt nha. Có kính trắng là phải có kính đen đúng không? Rồi lên cho em luôn mã kính đen. À, lấy kính đen chốt giùm em luôn, kính đen nha mấy chị 40. Kính đen 40, kính trắng 40 giùm em luôn. Đỏ đang mang nha chị Phan Hiền, ok chị. Rồi kính trắng 40, kính đen 40 mấy chị, đeo vào cho mấy chị biết cái form. Rồi kính hồng giùm em luôn 49 ngàn. Áo đang mang 65 ngàn. Kính hồng giùm em luôn mấy chị 49 ngàn. À, lấy kính hồng chốt giùm em luôn, kính hồng nha mấy chị ha. Kính hồng 49, kính mèo gì đây nè. Kính hồng 49. Gì má. Rồi lấy kính chút kính nha mấy chị ơi. Đổi lấy hồng ok. Hồng 65 Phan Hiền. Rồi lên cho em luôn xích cột tóc nha mấy chị ơi, 100 sợi 35 ngàn. Con mình xài gì cũng được hết. Rồi lên cho em luôn xét cột tóc 100 sợi nha mấy chị, 35 ngàn. Nè nó mix đủ màu này cho mấy chị nè, trong cái túi chip như vậy. Rồi cột tóc dùm em luôn mấy chị, 100 sợi và có 35 ngàn à, xài chắc 50 mét quá. Cái này mình cột con mình cột gì cũng được hết. Về bỏ vô cái hũ cho khỏi rớt. Rồi cột tóc mấy chị 100 sợi 35 ngàn. Rồi lên luôn nước hoa này cho em luôn mấy chị, 19 ngàn một chai. Nước hoa đủ mùi 19 ngàn nè. Nước hoa dạng xịt nha mấy chị, 19 ngàn một chai dùm em luôn. Chị nào lấy chốt nghe, nước hoa 19 có mùi nam và mùi nữ. Đi đâu bỏ túi sách đồ này kia nó cũng tiện nha mấy chị. Túi sách, túi quần gì đó. Rồi nước hoa 19 ngàn. Ai lấy nước hoa chốt dùm em nước hoa 19. Mua gì nữa cùng bên lên nha mấy chị ơi, có em sale luôn nha. Rồi lên cho em luôn mã mấy chị ơi. Rồi cái này xếp ra kẹp tóc nè. Chết cha rồi. Xếp kẹp tóc này dùm em luôn mấy chị, 5 kẹp như vậy ha, nó có đủ họa tiết như vậy. Hôm bữa em có kẹp mà mọi người chị nào vô hỏi đó, sợ xinh lắm. Này trái tim nè, nơ này, rồi vuông nè, cắt kiểu nha mấy chị. Rồi một xếp kẹp nè mấy chị ơi, 5 cây kẹp nha mọi người ơi. Rồi 49 ngàn. Xếp kẹp này cho em luôn 49 ngàn, 5 cây kẹp mấy chị màu vàng nha, kẹp lên nó sang lắm. 5 cây bền nữa. Rồi xếp kẹp giùm em luôn 49 ngàn mấy chị, có đi tiệc hay đi đám cưới đám tiệc gì mình kẹp nó cũng sang ha. Rồi xếp kẹp giùm em luôn 5 kẹp 49 ngàn. Còn 12 cây. Xếp kẹp, xếp kẹp. Còn 12 cây hả? Ôi nhiều thế. Xếp kẹp này xinh lắm. Mình có đi tiệc đám cưới đi ra mình kẹp nó cũng đẹp mấy chị, mà nó lâu đen lắm nha. Em nói từ năm ngoái tới năm nay em cứ kẹp lâu lâu em kẹp chẳng thấy đen. Rồi lên cho em mất hộp bộ cọ này cho em luôn mấy chị, bộ cọ này. Rồi bộ cọ này giùm em luôn 12 cây nha mấy chị, 65 ngàn. Bộ cọ giùm em luôn mấy chị 12 cây nha, có full hộp như thế này. Xếp kẹp nó đẹp lắm, mà nó bền lắm. Xếp kẹp cho Ngọc Nhi nó kìa 49 nha. Rồi bộ cọ 12 cây nha mấy chị, siêu tiện lợi, có cái hộp xịn thò nữa nè, 65 ngàn. Ai lấy bộ cọ chút giùm em luôn, bộ cọ 65. Áo đang mặc có bán nha chị, 65 ngàn. Rồi bàn chải thang tre giùm em luôn mấy chị, 5 ngàn một cây. Bàn chải giùm em luôn thang tre 5 ngàn một cây nha, mấy là bàn chải thì chốt nha. Bàn chải thang tre 5 ngàn một cây. Rồi quần tập kim còn cả mấy chị, xe 40 nè. Trắng 65 Phạm Trâm ok.
Rồi trắng 65 cho Phạm Trâm nào, đang mang tuyệt vời lắm. Coi còn mấy cái màu nào nữa không em? Rồi cam giùm em luôn mấy chị, 65 nè. Màu xanh lạ 65 mấy chị, màu màu nu 65 nè, chị nào lấy chốt nè. Áo đang mang. Bố mà trả cho chị nhung hồng nè, ok chị nè. Rồi quần tập gym mấy chị rút hai bên nè, 40.000. Ai lấy quần 40 chốt giùm em luôn, quần 40. Rồi em lên luôn set vớ gấu mấy chị, 10 đôi. 10 đôi 10 màu nha, 49.000 nè. Chị nào lấy set vớ thì chốt nè. Set vớ với chị 10 đôi 10 màu 49.000. Ủa cái túi xách chị đang xài, chị đang xài này có về không? Có. Dù qua đây. Rồi set vớ gấu nha mấy chị, 10 đôi 10 đôi 10 màu 49.000. Set vớ gấu 10 đôi 10 màu 49. Rồi lên luôn cái túi xách em đang xài nha mấy chị hỏi quá trời luôn, em về lại là 101 nha. Nó có tặng dây dài, dây ngắn gì là đủ thứ hết nè. Áo đỏ em đang mang còn nha mấy chị, 65 ngàn đây nè, một dây nè, hai dây nè, rồi bên trong là dây dài cho mấy chị nữa nè. Rồi 101 nha. Rồi túi tách em đang xài 101 mấy chị, bao bền 101 túi đang xài, chị nào lấy chốt. Có chị nào coi quần đùi không thì để em lên quần đùi nè mấy chị. Rồi lên bộ ngủ này đi, kêu luôn 45.000, ngủ có mất ngực. Bộ này không lấy là xỉu luôn á. Mua bộ đi du lịch mang mấy bà. Mang về có thêm đứa nữa. Nhà phía sau này trời ơi đẹp chưa. Mẫu này nhức nhói con tim luôn á mấy chị. Quá đẹp. Má ơi, cỡ này sao chịu nổi mấy bà. Rồi tiếp tục cho em luôn mấy chị, mã hồng này em xe 45.000 chỉ trên like thôi nha mấy chị. Rồi hồng này 45.000 giùm em luôn, có mất ngực này xinh quá xinh. Cái này mình mua thì mình cắt đi nha mấy chị, lâu lâu mình mang thôi, mình nhớ nhớ thôi, cái ngày nào cũng đem ra mang là chết á, đỡ không nổi mấy chị à, duyên tới đỡ không nổi. Rồi cái này chốt giùm em luôn, hồng 45 nè, màu xanh đen nè, màu đỏ nè, màu kem kem trắng trắng nè mấy chị, màu vàng nè, xanh rêu nè. Trời ơi, cái bộ này cưng quá à. Rồi 45.000 bộ ngủ này cho em luôn, hốt liền. Trời ơi cái màu kem nó đẹp chưa. Ai lấy màu kem chút giùm em luôn, màu kem mấy chị 45.000. Kem 45. Đỏ cho chị 10-10-45 nè. Bộ này xinh lắm. Dây này là kéo lên kéo xuống được nha. Rồi ai lấy kem 45 thì chốt kem 45 nè. Đủ màu mấy chị ơi. Rồi ai lấy vàng chút vàng giùm em luôn, 45.000 nè. Đỏ xanh rêu 45 rồi, đỏ hết rồi. Xanh rêu 45 cho Trần Thị Dương nè. Rồi vàng đi chị, hút vàng đi. Đẹp ghê. Bộ này cân ghê á, xinh. Rồi bộ trắng này sang lắm mấy chị. Ai lấy trắng thuốc trắng này 45 nè. Vàng cho Trần Thị Dương nè. Rồi trắng giùm em luôn 45 nè. Mẫu mới. Ai lấy trắng thuốc trắng 45. Trắng 45. Mô Phật á. Mô Phật. Không được. Không được. Đang tu. Hả? Chị làm gì vậy chị? Lấy mấy cái áo lần này. Ngắn có cổ gì đó, ngắn ngắn đó. Em ở đây. Rồi mấy chị mua mua gì nó không để biết đường like nè mấy chị ơi. Có coi quần đùi hay gì không? Đem coi thử. Thấy cái
bộ vịt này đi mấy chị, còn bộ 50 này, hàng 3D vẽ mát lắm. Rồi vịt giùm em luôn 50 nha mấy chị ơi, dưới 55kg ha. Rồi vịt 50 dưới 55kg, lấy vịt chút vịt nè. Vịt 50 dưới 55kg mấy chị, vịt. Rồi gấu nha mấy chị ơi, ai lấy gấu thì chốt gấu giùm em nè. Gấu mấy chị 50 ngàn. Chị nào lấy gấu chốt gấu 50. Hả? Hả? Cái gì? Điên hả má. Em uống trà đánh táo quá, nãy giờ chị like không ngót. Để ý đi. Ủa nó có cái lỗ ở trên mà sao chị lại mở nắp ra luôn vậy? Cái lỗ đó mày. Ôi. Rồi bộ gấu bộ vịt đi mấy chị ơi, 50. Rồi lấy áo này cho em luôn mấy chị, áo này. Áo này vừa nói ra một phát là mấy chị phải giật bắn người. Rồi lên cho em luôn mã tim này mấy chị, có mấy cái à, bán cho nó hết luôn mấy chị ơi. Tim đi 39, chốt giùm em luôn tim 39 mấy chị, tim 39 nè. Có áo có cổ ngắn không chị, hình như có, coi còn không. Rồi trắng giùm áo quen nu 39 mấy chị, nu tim 39 ngàn nè, phone bình thường nè, coi giãn nha. Cái này là nút bấm nè, nên là thích hở hay thích dài thì tùy theo mấy chị. Rồi tim 39 nè mấy chị, ai lấy tim chốt tim nè. Tim 39 ngàn cho em luôn, màu đen 39 nè. Ai lấy đen chút đen giùm em luôn, 39 ngàn mấy chị, dưới 55kg ha, cái này hàng co giãn. Rồi đen 39 nè. Tiếp cho em luôn mấy chị, xanh 39 ngàn, chị nào lấy xanh chút xanh. Xanh 39 ngàn, ai lấy xanh chút xanh giùm em nè, xanh 39 nè. Dưới 55kg nha mấy chị nha. Đen 39 thấy An Nguyễn nè. Đâu ta? Mới dục cái màu đen đâu rồi. Đó. Xanh 39 thì Chi Bi Huệ nè. Xe 39 ngàn mà ruột gan nó đau luôn á mấy bà. Rồi cái này chốt giùm em luôn, nu 39 thì mấy chị, của tim màu nu này mặt mặt tay lắm á. Rồi nu giùm em luôn 39, chị nào lấy nu chút nu nè, nu 39 nè. Rồi có cổ luôn, gạch 39 ngàn cho em luôn. Gạch 39 ngàn giùm em luôn, chị nào lấy gạch 39 thì chốt nè, gạch chứ nu 39 nè. Tiếp giùm em luôn, mã đen có cổ 39 nè mấy chị. Ai lấy đen có cổ 39 thì chốt luôn giùm em ha. Đen 39 ngàn, dưới 55, 56 thì mang được, cái này coi giả. Rồi tiếp giùm em luôn, trắng 39 ngàn nè. Trắng giùm em luôn 39 ngàn, chị nào lấy trắng chút trắng nha. Trắng 39 ngàn nè. Trời ơi, mã vàng của tim luôn, nhức nhối luôn mấy chị ơi. Vàng 39 cho em luôn, cổ vuông luôn. Vàng 39, Lập Linh nãy giờ có đơn như ta. Rồi Lập Linh nu 39 này, chốt hai cái đi đơn giùm nghe nha. Lên số điện thoại luôn bạn ơi. Rồi vàng giùm em luôn 39 mấy chị, vàng cổ vuông nè. 39 ngàn. Đen 39 có cổ luôn cho Hồ Thị Tươi nè, 39 ngàn nhắm mắt mua tháng vẫn rẻ. Rồi ai lấy vàng chút vàng 39 mấy chị, tiếp giùm em luôn nu cổ vuông 39 luôn. Ai lấy nu chút nu giùm em luôn 39 nè. Nu 39. Rồi trắng giùm em luôn 39 mấy chị, ai lấy trắng chút trắng cổ vuông mặt lên đẹp lắm á. Ai lấy trắng chút trắng giùm em luôn 39 mấy chị ơi, trắng 39. Rồi cái màu kem này còn cái luôn. Kem này là theo luôn nha mấy chị, kem. Này mặc cái quần bách kia quần suông gì cũng đẹp hết á, kem. Rồi kem giùm em luôn 39 nè. Chị nào mà mới vào chia sẻ bài giùm em cái mấy chị ơi. Lập lên lên số điện thoại cho chị. Rồi ai lấy kem 39 chút giùm em luôn, kem 39 nè. Áo len mấy chị, len này là form bình thường nha, còn cái luôn, sale 39 luôn mấy chị. Rồi ai lấy len chút len giùm em nha, cái này len form bình thường luôn, coi giãn này. Vải hơi bị dày đẹp luôn mấy chị, 39 nè. Ai lấy len chút len 39. Rồi nu cổ tim luôn còn một cái mấy chị, ai lấy nu tim chút giùm em luôn, nu tim 39 ngàn nè, nu tim 39 ngàn. Rồi chị nào vào sau này coi lại nón mấy chị ơi, 69 ngàn một nón ha.
Rồi nón màu màu đen mấy chị, màu kem nè. Màu đen, màu kem mấy chị với lại màu hồng nha. Nón này 69 ngàn dùm em luôn, chị nào lấy chốt. Nón 69 ngàn. Lên Linh chưa có số điện thoại chị. Lên 39 Thúy An Nguyễn nè. Đen 39 là Kim Anh nè. Đen cổ vuông đúng không bạn? Đen cổ vuông đúng không? Kim Anh nè. Rồi ai lấy nu 39 chút dùm em luôn. Nu 39 mấy chị, trắng nè. Trắng 39 nè. Vàng. Vàng 39 ngàn dùm em luôn. Chốt hai cái cho bên em đi đơn. Vàng 39. Rồi cái này chốt dùm em luôn. Cổ đen mấy chị. Cổ đen dùm em luôn 39 ngàn. Ai lấy cổ đen chút, cổ đen 39. Rồi ok, Kim Anh chốt rồi nha. Rồi lên cho mấy chị luôn mấy cái gì ta. Giờ lên cái rồi lên ngố nè mấy chị, lên ngố đi. À, Khánh Lê Nguyễn nu 39, nu của tim đúng không? Nu của tim 39 là Khánh Lê Nguyễn nè. Chốt hai cái cho bên em đi đơn mấy chị. Một cái đi ra xỉu. Lập Linh có lấy không chị ơi? Nãy giờ chị hỏi hoài luôn á mà chốt được cái áo không lên số sao rồi đi đơn. Rồi trắng có cổ giùm em luôn 39 nè mấy chị. Ai lấy trắng có cổ chốt giùm em luôn, trắng có cổ nè. Rồi nu cổ vuông giùm em luôn á chị, nu cổ vuông giùm em luôn 39 nè. Gửi đồ ok chị chiều gửi nha. Nu cổ vuông giùm em luôn 39 nè, gạch nè. Rồi gạch có cổ phơm bình thường giùm em luôn 39, ai lấy gạch chút gạch. Gạch giùm em luôn 39 ngàn mấy chị ơi, dưới 55-56kg. Rồi lên luôn bộ ngố nè. Rồi bộ ngố này cho em luôn mấy chị, mặc hơi bị cân luôn, vải đẹp nha, 95 ngàn. Chốt giùm em luôn là ngố xanh 95. Ngố xanh giùm em luôn 95 ngàn dưới 57kg. Ngố xanh 95. Lập lên số điện thoại đi chị. Chắc ngủ quên rồi. Rồi ai lấy ngố trắng chút giùm em luôn, ngố trắng 95 đó chị ơi. Ngố trắng giùm em luôn 95 ngàn, chị nào lấy chốt nha. Cái này dưới 57-58 chứ đâu lại là mang vừa. Trắng cổ 39 là Tiến Thảo kìa. Rồi ai lấy ngố chút ngố đi mấy chị. 95 ngàn. Rồi ai lấy ngố, ngố cam chút giùm em luôn, ngố cam. Ngố này hả, ngố này quần không có túi nha. Rồi ai lấy ngố cam chút giùm em luôn, ngố cam mấy chị 95 ngàn nè. Ngố cam 95. Ngố cam 95. Rồi cái này chốt giùm em luôn, chuột xanh mấy chị. Cái gì vậy? Trắng cổ mà lấy cái gì vậy? Rồi xanh này cho em luôn 69 ngàn mấy chị, quần giả váy nè. Bộ này dưới 60kg mang vừa luôn ha, thoải mái lắm. Rồi xanh này cho em luôn 69 ngàn, chị nào lấy chốt nè. Xanh 69 ngàn mấy chị, dưới 60kg nè. Rồi xám này cho em luôn 69 mấy chị, ai lấy xám chút xám nè. Xám 69 ngàn dùm em luôn nha, dưới 60kg. Quần giả váy mấy chị, còn hai bộ xám mới xanh. Rồi bộ gấu này mấy chị ơi, bộ gấu dài này sale 85 nè. Rồi bộ gấu này quần ống suông mấy chị, sale luôn 85 ngàn. Hơi bị cưng luôn, có túi nha. Rồi gấu mấy chị sale luôn 85 ngàn nè, chị nào lấy gấu chút gấu nè. Bộ này mặc như đâu nè. Rồi gấu dùm em luôn 85 ngàn. Gấu 85 mấy chị, dưới 67-68kg, quần giả váy khó luôn. Lên luôn, đang lẽ thích gì chiều nãy. Cho mấy cái giả váy, quần chăn váy gì đó. Ok.
Xong cái này dễ thương nè. Hết cái mặt hay hết cái bản mặt rồi gì nữa. Nhưng cái này là đi mát thì đẹp nè. Ôi bây, nó mát. Rồi kính trong này cho em luôn 40 nha mấy chị ơi. À lấy kính trong chốt giùm em luôn kính trong 40. Rồi lên luôn quần giả váy nha mọi người ơi. Giả váy đây. Rồi giả váy trắng giùm em đúng không chị? SML nha, 65 ngàn. Giả váy trắng giùm em đúng không chị? SML 65 ngàn, chị nào lấy chốt nè. Giả váy trắng SML 65. Rồi chân váy tầng này có quần trong giùm em đúng không chị? 55 ngàn nè. Rồi chân váy tầng này có quần trong giùm em luôn 55 ngàn, chị nào lấy chốt nè. Chân váy tầng với mấy chị 55 ngàn có quần trong. Rồi giả váy nu này em còn size S với size M mấy chị 65. Giả váy nu này em còn size S với size M nha mấy chị 65 ngàn. Chân váy hồng này cho em luôn 101 mấy chị ơi. Chân váy hồng này 2 tầng có quần trong dùm em luôn 101 à. Chân váy hồng, chân váy đen 101 nè. Chân váy hồng, chân váy đen 101 mấy chị. Mua dùm em. Hai tầng có quần trong với chị đen hồng 101. Áo em đang mang là 65 ngàn với mấy chị. Áo đang mang là 65 ha. Rồi quần loan thể thao này cho em luôn 50 nè. Quần loan thể thao này cho em luôn 50. Chị nào lấy chốt dưới 55kg nè. Rồi lên luôn quần đùi mấy chị còn ít nè. Quần đùi. Rồi cái này chốt giùm em luôn xám size L nha mấy chị 79 ngàn. Xám CL giùm em luôn 79 nha mấy chị ơi. Xám CL 79 nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn hai màu mấy chị, hai màu CM ha, 79 ngàn cho em luôn. Hai màu CM 79. Rồi hai màu CM mấy chị 79 nè. Rồi rách giùm em luôn mấy chị, rách CL 79 ngàn. Rách CL 79 ngàn, ai lấy rách chút rách nè. Ủa hai màu này còn CL không ta? Không. Mời sao mang vừa. Rồi rách size L giùm em luôn 79 mấy chị. Rách L 79. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã bạc size S nha mấy chị, 79 ngàn cho em. Cái này coi dẫn đế cao luôn. Rồi mã bạc size S nha mấy chị, 79 ngàn. Rồi trắng size M 85. Trắng size M giùm em luôn 85 ngàn. Trắng size M 85 nè. Phượng làm dơ vậy. Rồi mua gì nữa mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Có co giãn luôn em. Giùm em luôn 65 nha chị. Màu màu vàng 65 nè. Rồi màu cam nè.
màu đỏ nè, màu trắng này chị 65.000. Áo đồng mang 65, xếp kiểu rời còn chị ơi. Rồi áo đồng mang cho em luôn á chị, màu trắng, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu hồng, với lại màu nu nha mấy chị. À, lấy áo đồng mang thì chốt ha, mỗi thứ còn một màu à, quá đẹp lắm. Chết chết chết, xếp hết rơi vậy đây. Mà gió, mà gió. Trời ơi nó đẹp. Rồi lên con xếp cái kế này cho em luôn mấy chị, 120. Trời ơi nhức nhối, nhức nhối mà nó bị lỗi rồi, bị dơ đâu chỗ này. Lên màu khác đi. Trời ơi bộ này đẹp ghê luôn á, 120. Cái quần đùi riêng có giãn ái nhi hả? À, trắng size M 85 cho Bùi My. Quần đùi giãn à chị, thì bữa nào chị xuống chị coi luôn. Coi còn trắng size M không kìa. Lên cây kìa. Nu đâu mang cho chị Phan Hiền. Rồi set này cưng quá mấy chị ơi, 120. À lấy set hồng chốt giùm em, set hồng nè, hồng đậm nè, hồng đậm 120 cho phiến nở này. Áo đang mặc màu nu, em hết nu rồi mấy chị qua một phát giùm em với. Rồi hồng nhạt giùm em luôn 120. Trời ơi cái này là giả váy luôn mấy chị, cái quần hơi bị cưng. Áo bánh bèo lắm, cái này đang hot hết lắm luôn nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, chốt giùm em luôn hồng nhạt 120 nè. Bộ này đẹp. Màu xanh này cũng đẹp lắm nè mấy chị ơi, cưng lắm, cái này đang hot lắm á. Rồi xanh giùm em luôn 120. Xanh cho em luôn một. Hả? Còn ở dưới không? Rồi xanh cho em luôn 120 mấy chị ơi, lấy xanh chút xanh nè. Xanh này lên đẹp. Rồi xanh cho em luôn 120 ha, ai lấy xanh chút xanh. Rồi có màu trắng với lại màu đen đó mấy chị, màu trắng với màu đen nè. Màu trắng màu đen giùm em luôn 120 ha. Trắng đen 120. Tu thành chính quả. Rồi lấy trắng cho chị Suri Nguyễn nè. À, cái quần màu trắng CM hồi nãy em nó bị dơ mắt rồi chị Bùi My ơi. Trắng chốt Suri Nguyễn rồi. Rồi lên cho em luôn hồng đang mang mấy chị 65.000, chân váy có nha. Rồi lấy áo đang mang chút giùm em luôn hồng 65 này mấy chị, hồng 65.000 cho em. Dễ thương chưa hồng 65. Rồi set này chị nó lấy nó đi chút thêm nha. Rồi chốt qua mã hồng đi mấy chị, nu em hết rồi, em còn màu vàng nữa nè. Rồi màu cam nè mấy chị, màu đỏ nè và màu trắng nè. Áo đang mang 65.000 chị nào lấy chốt nha, form bình thường tay. Trời ơi nó đẹp. Bao đẹp nhất hả? Rồi đưa cho chị lại. Rẻ thôi, tên em này chị bán rẻ thôi. Để chị điện vô xưởng hứa có cho chị không rồi. Chị cho chị lại. Rồi vàng phom rộng thể thao này cho em luôn mấy chị 40 nè. Vàng giùm em luôn 40 dưới 60kg ha. Vàng 40 dưới 60kg. Rồi mã trắng nơ này, nu Bùi My không có, chị hết nu rồi. Qua màu khác giùm em đi chị ơi, không có nu. Rồi cái này chốt giùm em luôn đen mấy chị 59.000 nè, đen form rộng có nơ đi ô ha. Đen 59 mấy chị dưới 60kg. Đen 59 dưới 60kg. Cái bộ hồng này xinh lắm. Rồi hồng này cho em luôn mấy chị, hồng này 79.000. À 89.000. Rồi hồng này cho em luôn 89.000, chị nào lấy hồng chốt hồng nè. Hồng 89.000. Rồi áo đang mặc màu hồng cho chị Cười Loan. Cười Loan áo hồng đang mang đây số điện thoại nè. Đen 59 cho chị Ngọc Mai ghé nè. Rồi áo hai màu này cho em luôn 35.000 nè. Ai áo hai màu 35 chốt giùm em luôn áo hai màu 35 nè.
Rồi màu vàng này cho em luôn 35.000. Chị nào lấy vàng chốt vàng nè. Vàng 35 mấy chị, ai lấy vàng chốt vàng cho em ha. Vàng 35. Rồi xanh này 35 cho em luôn mấy chị, ai lấy xanh chốt xanh nè. Xanh 35 với 60kg ha. Chốt giùm em đơn đi, hai sản phẩm cho bên em đi đơn nha mấy chị. Đừng có đặt một cái đi ra nha, buồn não nề lắm luôn á. Hai màu 35 cho Vi Mai lên số điện thoại nha tình yêu ơi. Hai màu 35 cho Vi Mai nè. Cười loan lão đang mang. Rồi xanh đậu này tay dài nha mấy chị, xe luôn 37.000 luôn. Xanh đậu tay dài nha mấy chị, form rộng nha, xe 37.000. Rồi xanh đậu 37.000. Rồi vàng có cổ này áo thái mấy chị, form bình thường 37 cho em luôn nè. Ai lấy vàng chút vàng 37 cho mấy chị, màu kem 37, ai lấy kem chút kem nè. Rồi hồng 37 giùm em luôn, chị nào lấy hồng chút hồng nè. Rồi lên áo khoác lên nhẹ nè cho em luôn mấy chị, nhức nói con người. Hôm qua có áo dây trắng Vi Mai có không? Yêu khách quen phải không? Rồi lên luôn áo len này cho em luôn mấy chị ơi, len. Rồi lên này cho em luôn mấy chị. Đi. Như ta. Chưa biết giá nha chứ mà. Rồi kem 37 cho chị Thảo Vi, sáng chưa chốt đơn nha chị phải không? Thảo Vi chưa. Thảo Vi lựa thêm chiều chốt luôn nha chị. Rồi áo này cho em luôn mấy chị, nhiêu ta? Cái này áo đi biển khoác nhẹ nè mấy chị ơi, 75.000. Rồi lên cho em luôn áo len khoác nhẹ mấy chị, 75.000, chị nào lấy chốt nè. Bán đại đi nha, không cần lỗ đó chị. Rồi 75.000 cho em luôn, bán đại đi, 75.000. Ai lấy khoác lên nhẹ thì chốt nha mấy chị, 75.000 cho em nè. Lên 75. Lên 75 nha mấy chị, ai lấy lên chút lên nha. Áo lên khoác nhẹ mà đi du lịch rồi này kia, lên 75.000. Chốt cho em đơn hai cái thì bên em đi đơn nha mọi người ơi. Đừng có chốt cái đi ra là chết luôn á. Lâu lâu mới có hàng á. Em bán nãy nó bán nhiêu? 75. Rồi vàng em đang mang luôn mấy chị, 65.000, chị nào lấy vàng chút vàng ha, màu trắng nè. Màu đỏ nè. Và màu cam cho em luôn mấy chị, 65.000 áo Boris xịn sò em đang mang nha, cái này đóng thùng cũng đẹp nữa. Rồi tiếp giùm em luôn hai màu 35.000 mấy chị, cái này nam nữ đều mang được nè. Hai màu giùm em luôn 35.000 nha mấy chị ơi, hai màu 35. Rồi màu đen này cho em luôn 35 mấy chị với 60kg hả? Đen 35 với 60kg mấy chị, ai lấy đen chút đen nè. Đen 35 với 60kg, rồi màu đỏ 35 cho em luôn, ai lấy đỏ chút đỏ. Đỏ 35 với 60kg mấy chị. Áo đang mang hơi bị xinh luôn á. Đẹp lắm. Con cục đùi nào với nó. Đen 35 cho Vi Mai. Rồi bộ beo này em sale cho mấy chị luôn nè. Bộ beo nha mấy chị, xe luôn 35.000. Bộ beo này xe cho chị luôn 35.000, chị nào lấy chốt nha, beo 35. Xanh 35 nè. Xanh 35 nha mấy chị, từ 38 cho đến 56 cái mang vừa.
màu vàng đó chị, màu môn nè, màu đỏ nè, và màu hồng giùm em đúng không chị. Xe bộ mặt nhà này 35 ngàn. Chốt ốc bắt nhẹ cho chị rồi. Rồi đỏ 35 giùm em luôn các chị. Ai lấy đỏ chút đỏ nè. Đỏ giùm em luôn 35 ngàn nè. Beo rồi chị. Chị lấy beo màu gì đây? Beo xanh đúng không? Beo xanh 35 cho chị Kiều Loan gì nè. Rồi đỏ 35 các chị. Đỏ 35 giùm em luôn. Đỏ nè. Beo hồng. Beo hồng mà em. Rồi tiếp giùm em luôn là môn mấy chị. Ai lấy môn chút môn nè, 35 ngàn nè. Môn giùm em luôn 35 ngàn mấy chị môn. Tới người yêu vậy, người yêu lo. Rồi vàng giùm em luôn 35 ngàn. Chị nào lấy vàng chốt vàng. Vàng 35 mấy chị, vàng 35 ha. Bộ beo đi mấy chị ơi, 35 ngàn bộ à. Để em mua. Beo vàng cho Trần Kim Hảo để kết hội đi tình yêu ơi. Beo rẻ beo. Rồi áo đỏ này cho em luôn 65 ngàn nè. Ai áo đỏ chút giùm em luôn áo đỏ mấy chị 65 ngàn. Áo đỏ 65 nha mấy chị ơi, dưới 57kg ha. Áo đỏ 65 dưới 57kg. Đưa đưa cái bộ lửng này bán cho nó hết luôn. Bộ này là bộ lửng. Đưa đây. Lửng phải không ta? Rằng Kim Hảo lên số thọ giùm em luôn chị ơi. Rồi xe luôn bộ lửng 42 ngàn nè. Chốt giùm em luôn hồng 42. Lấy mấy chục đi mua hai cái kim bụt anh. Lấy mấy chục chị? Mấy chục. Mấy chục chốt. Mấy chục? 6 chục. Rồi lửng cho em luôn mấy chị 42 ngàn. Còn mấy bộ à. Rồi lửng hồng dùm em luôn 42. Chị nào lấy chốt ha, lửng hồng 42. Rồi lửng vàng mấy chị, lửng vàng với lửng đỏ dùm em nè 42 ngàn nè. Rồi ai lấy lửng đỏ chút giùm em luôn lửng đỏ nha. Chiều tối là để chị về thế làm ăn đi nha. Làm rồi lửng đỏ giùm em luôn 42 ngàn. Cắm tụ tập nữa rồi kìa. Má ơi. Cái gì nữa. Rồi chị nào lấy bộ lửng thì chốt nè 42 ngàn nha. Dịch đang bùng phát lại. Rồi ai lấy lửng vàng chút giùm em luôn lửng vàng mấy chị 42 ngàn. Bữa nay nghe điện thoại cũng nói là không tụ tập các người nữa. Lửng vàng 42 ngàn. Mệt quá. Sao tao không được đi Cần Thơ đi nha. Đi, đi mồm lại đây. Đập bây giờ. Ngủ đi trước rồi. Sáng để đi rồi. Rồi quần loan này cho em luôn 5,50 mấy chị. Ai lấy loan 50 chút giùm em luôn, loan 50 với chị dưới 55kg nha. Loan 50 dưới 55kg nè. Xếp đùi thổ cẩm bao nhiêu? Cái nào ta? Xếp đùi thổ cẩm đó, 129 đó. Đưa lại cái đó đây. Rồi cái hồng này 35 mấy chị dưới 60kg ha. Chị nào lấy hồng chút hồng nè. Hồng 35 dưới 60kg đồng gì đây chị có. Ủa cái hồng này sao nãy nhớ chốt rồi mà. Hồng kháng á, hai hồng lận. Lo xanh 50 cho Trâm Bích lên số điện thoại đi tình yêu. Rồi cái xếp thổ cẩm này đúng không chị? Sale có 85 ngàn nè chị ơi, sale lỗ luôn á. Rồi xếp hồng dùm em luôn 85 ngàn mấy chị. Cái quần thổ cẩm có túi nha. Xếp hồng 85 nè. Xếp hồng 85. Trâm Bích ghé lấy nè. Phải chừng lộn quá nha. Này cũng có Trâm Bích đúng không? Hay là Bích Trâm?
Vàng. Ủa cái gì vàng 85 gì chị? Có vàng 85 đâu chị. Còn Minh cái gì vậy Trần? Ở trên cây còn vàng không? Không. Hồng 85 cho Trần Thị Dương kìa. Vàng ở đâu mà có chị? Áo đồng mang số 5.000 bạn ơi. Còn màu xanh với màu hồng thôi. Rồi nó xanh 85, chút xanh 85 cho em nè, quần có túi. Vàng ở đâu có. Rồi còn xanh với hồng thôi là hết nha, 85.000, còn mỗi thứ hai bộ là hết. Rồi môn này cho em luôn 35.000 mấy chị, môn 35 nè. Không 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 có vàng, còn hồng với xanh thôi. Rồi môn 35 chị nào lấy môn chút môn nè. Môn 35 mấy chị đen 35 nè. Môn 35 đen 35. Không có vàng đâu chị, còn màu hồng với màu xanh thôi. Hồng 85 cho Như Quỳnh nè. Ủa trên cây còn có xếp xếp gì nữa không Phượng? Còn đem xuống đây. Để em kiếm xếp rồi lại tiếp. À đây, xếp này hơi bị đẹp luôn. Còn hai xếp nè mấy chị. Rồi xếp này sale 85.000 cho hết luôn nè. Chốt giùm em luôn ha. Cái này gì ta, dây xanh đi. Rồi dây xanh giùm em luôn 85 mấy chị, nguyên một xếp nha. Cái này 120 giờ sale luôn 85.000. Coi giãn nhúng nha mấy chị ơi, 55kg lại. Này còn đúng hai xếp à, trời ơi, lễ. Tối mai đi chơi đúng cà phê gì cũng được. Rồi dây xanh dây hồng mấy chị sale 85.000, còn hai xếp nè. Cái này mặc cưng lắm á. Rồi dây hồng 85 luôn cho chị Như Quỳnh. Đẹp, nhức nhối. Hơi bị hot, mẫu này đang rất là thịnh hành nha. Rồi dây hồng 85 cho Như Quỳnh nè. À, đất ưng, đất sách dây kiểu kiểu đi chơi thì chốt nè. Rồi còn một dây xanh nữa, chế nào hốt lại giùm em mấy chị ơi. Dây xanh còn một xếp nữa hết luôn nè, 85.000. Ờ, xếp này đẹp lắm, thật sự. Rồi dây xanh 85 luôn, chế nào hốt luôn giùm em đi. Ôi xếp xế nữa xe luôn cho nó hét không mấy bà ơi. Cái gì? Chị đặt xe gì cho tôi mà không có rồi. Hồi tối ráp rồi, đem về cho nhà rồi. Ủa xếp vàng này còn hả ta? Còn xếp nữa thôi hả? Rồi xếp vàng này mấy chị ơi, em sale luôn cho mấy chị 90.000 nè. Xếp vàng này một áo sơ mi với lại một cái quần rời nha mấy chị, về mặc rời cũng được. Rồi sale luôn 90 luôn. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị ơi, xếp vàng 90. Xếp này đẹp lắm á, còn một xếp cuối cùng á, xếp vàng 90. Rồi xếp trắng hút hết gơ này cho em luôn 145.000, mang đi tiệc đi sinh nhật nè. Xếp trắng giùm em luôn 145. À đấy, xếp trắng thì chốt em 145. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, bộ hoa xanh nè, nguyên bộ dài nè. Bộ hoa xanh giùm em luôn mấy chị 90.000. Cái này quần dài có túi nha mấy chị, hoa xanh 90. Rồi ai lấy hoa xanh, chút hoa xanh 90 nè. Hoa xanh 90 dưới 55kg mấy chị. Coi còn một cái xếp 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 gì đâu được. Cái móc treo gì lên ngay cho rồi. Nó còn có một cái. Rồi hoa đen giùm em luôn 90 mấy chị ơi. Ai lấy hoa đen chút giùm em luôn, hoa đen 90 nè. Nguyên bộ dài nha mấy chị, hai bên có túi nha. Hoa đen với hoa xanh 90. Hoa đen 40kg vừa chị. Rồi bộ lá bài này nha mấy chị ơi, xe luôn 125 nè. Rồi bộ lá bài này em xem mấy chị luôn 125, chị nào lấy chốt nha. Rồi bộ lá bài mấy chị sale 125. Ai lấy bộ lá bài thì chốt nè. Bộ lá bài 125. Rồi hoa đen cho
chị sao bán giá này khách quen rồi ta? Sao bán giá số điện thoại giùm em chị ơi. Rồi lên cho em luôn cái set nhúng này cho em luôn, 99.000 đẹp lắm, dễ thương lắm. Rồi set hồng cho em luôn 99.000 mấy chị. Set hồng này 99.000 giùm em luôn, hai dưới 55kg nha. Set hồng 99. Set hồng 99 mấy chị ơi. Rồi set hồng 99, set nu mấy chị, set trắng nè 99.000. Ai lấy set trắng chút giùm em luôn, set trắng mấy chị 99.000 ha. Cái này treo lên chưa ta? Chưa đúng không? Còn móc thì treo mấy cái set này lên người ta vô ta mua nè. Rồi ai lấy set trắng chút giùm em luôn, set trắng mấy chị 99.000. Set trắng nha mấy chị, set trắng, set hồng, set nu 99.000 giùm em. 55kg đổ lại. Đầm hoa cho em luôn mấy chị ơi. Đầm hoa, đầm hoa. Rồi đầm hoa này cho em luôn mấy chị 85.000 nè. Đầm hoa có mít ngực nha mấy chị 85.000. Chị nào lấy chốt là đầm hoa 85. Sâu lưng có gì kéo nha mấy chị. Đầm hoa 85.000. Mới nói cái đầm này nha. Cái gì năm á? 85 hay 95 quên. Em nghe cái gì năm là 85. Rồi ai lấy đầm trắng chút giùm em luôn, đầm trắng mấy chị ơi. Hồi nãy em nói là như 95 đúng không ta? Đầm này có mít ngực này, dây kéo phía sau. Có quần trong nha mấy chị. Giờ em có em mang quần dài em lùi thử quá à. Để xíu em chụp hình đi rồi em up. Rồi áo đang mang là 54kg vừa nha bạn ơi. Xíu nữa đây em chụp hình em mất cho mấy chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn màu vàng nè. Ở bên màu hồng nè. 85 hả? Rồi màu cam. Rồi màu đỏ mấy chị ơi, màu trắng. Nó liên quan gì đâu. Đem về để hàng rồi vô này cho nó dính. Rồi màu trắng với chị, màu đỏ, màu trắng, màu đỏ, màu cam với màu hồng nha. Và áo đang mang là màu vàng giùm em luôn, 65.000. Chị nào lấy áo đang mang thì chốt nha. Lấy dây cột lại em. Thời buổi kinh tế khó khăn. Đem ra ngoài kia kìa, chú đang hàng đó, kêu ông chấm cho phá. Đầm ngủ có chị. Áo thun là áo thun gì em ơi? Rồi cái này chốt giùm em luôn Loan với tình yêu ơi. Loan nhanh tay. Loan giùm em luôn bộ này C35 còn một bộ nè. Loan giùm em luôn 35. Loan 35 nha mấy chị, dưới 55 luôn 6kg ha. Ai lấy Loan chốt Loan 35 nè.
Giờ mấy giờ rồi con? 3 giờ rưỡi. Khùng hả má? Mới mới chưa được 2 giờ. Anh tới chưa? Phôm rộng có chị. Còn phôm rộng không? Em chỉ ít máu phôm rộng ra. Mua dồn đơn rồi chị, nghĩa là dồn đơn là khi nào 1-2 ngày thôi. Ê, khách quen thì 1-2 ngày thì được. Chứ còn bên em là like nào để đi đơn like đó chị ơi, không bán đâu có nhớ chị. Nó làm lung tung nó lộn tới lộn lui nữa mệt lắm. Chị nói gì? Đưa chị mấy cái phong rộng đi. Không trang thì đưa đồng quà. Mày nhắn con. Như vậy mà đâu có chồng, có đồ. Rồi cái trắng này cho em luôn nha mọi người ơi, trắng là 79 à. Cái này 79 luôn ta. Rồi trắng này cho em luôn 79 ngàn với chị áo thái nha, trắng 79 nè. Giờ bán 5 bán 9 ngàn. Điên à. Bù vô mày. Bù rồi trắng giùm em luôn 79 ngàn nha mấy chị ơi, trắng 79 nè. Dưới 65 kg rồi mấy. Dưới 65 kg nha mấy chị, cũng mang được nữa này phôm rộng. Cứ gì chị đi bán 9 ngàn. Ờ xíu em chụp cái hình chụp cái đồng đó em mang em úp cho chị coi. 12 giờ rưỡi hả? Rồi trưa. Ờ, của chị ăn biết. Rồi xám giùm em luôn 79 mấy chị, xám 79. Xám 79 nha mấy chị ơi, xám 79 79 mấy chị dưới 65 kg nè. À lấy xám chút xám, cái này áo đẹp lắm. Ở cái màu môn này hơi bị cưng luôn. Rồi ai lấy môn này chốt môn giùm em nha mấy chị, 79 ngàn dưới 65 kg giùm em luôn, cái này chuẩn phôm rộng luôn nha mọi người. Ai lấy môn này chốt giùm em luôn môn nè. Cái này có khi còn 60 kg vừa hè. Rộng đúng không? Phôm rộng nha chị, dưới 65 kg mang vừa nha. Rồi đen nơ này cho em luôn 59 ngàn mọi người ơi, còn cái đen nơ đi ô. Đen nơ giùm em luôn 59 ngàn dưới 60 kg ha. Ai lấy đen nơ chốt giùm em luôn đen nơ. Rồi đen nơ giùm em luôn 59 ngàn mấy chị với 60 kg ha. Ai lấy đen nơ chút đen nơ nè. Chỗ. Rồi mấy chị có mua gì nữa không mọi người ơi, biết đường. Dạ lấy nha. Làm sao chứ càng ngày chết rồi anh ơi. Hả? Anh bưng thấy nó nhẹ không? Ờ, chắc chết luôn á. Chết hả? Ờ, em chắc em đi tu quá. Ủa chứ, ngay khi đi chụp người mẫu rồi mà. Người mẫu gì? Người mẫu đây mà chụp gì mà chụp. Phải không? Người mẫu đây nè. Mẫu đây. Không, không đi về em đây. Lát khi nước kho đó, người ta bị bốt cái bút lên. Chết chán quá à. Lát người ta cũng bị em thắng nước ra đây. Lát cũng máy dơ mà. Chết ai cũng mấy đơn đó là chết sao anh nhảy. Giờ sao anh chết rồi anh ơi. Chết chết được chưa thì cái chứ rồi. Rồi bộ này xê luôn 35 ngàn này chị nào lấy chốt nè. Áo của đất tớp còn nha, lấy chị thêm áo của đất tớp cho bán này lấy vô đủ đơn. Rồi bộ hồng này dễ thương lắm nè, bán luôn 35 ngàn cho mấy bà luôn, có riết rồi bán coi như từ thiện vậy. Rồi hồng dùm em luôn 35 ngàn, chị nào lấy được thì chốt lắm mấy chị, hồng 35. Ai lấy hồng chốt hồng, mai hồng 35 ngàn nè, dưới 55 kg mấy chị, hồng 35 với 55 kg. Hồng 35 đi thì Thảo Vi nè. Em like bữa nay với ngày mai nữa là bên em nghỉ nha mấy chị.
theo anh nó tu thì chắc vô chùa nó chê luôn á chị ơi. Rồi ai lấy cam 35 chút giùm em luôn, cam 35 mấy chị, cam 35 ngàn nè. Ai lấy cam chút cam nha, có rất tốt không? Cam 35 mấy chị, cam chốt hồng cho người ta chị ơi. Cam 35 với 55kg nha mấy chị ơi. Rồi xanh giùm em luôn 35 mấy chị, ai lấy xanh chút xanh nè. Xanh giùm em luôn 35 ngàn mấy chị, dưới 55kg ha. Xanh 35 với 55kg nè. Chị nào lấy xanh thì chốt xanh. Rồi đỏ cho em luôn 35 mấy chị, ai lấy đỏ chút đỏ nè. Đỏ 35 giùm em ha, dưới 55-6kg nha. Đỏ 35. Áo trắng này còn cái là 37 ngàn, chị nào lấy chốt nè. Ôi trời còn luôn hả. Rồi trắng 37 mấy chị, đang 37 giùm em luôn. Không biết nữa. Rồi trắng 37 và đang 37 giùm em luôn mấy chị. Trắng 37 đang 37 nè. Mình đi tu anh cũng tập an luôn. Rồi cái bò này cho em luôn 65 ngàn mấy chị, dưới 55kg ha. Bò 65 dưới 55kg, cái này có dây kéo nè. Một trắng một đen 37 với Thảo Vi kìa. Xe nốt, hồi sáng áo này chốt cho chị cho ta. Chốt rồi sao? Chốt rồi. Màu gì? Màu trắng đen em chốt cho chị rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, bò 65 ngàn. Bộ này cũng xinh. Bò 65 ngàn nè. Tiền tay. Rồi trắng giùm em luôn 65 mấy chị, ai lấy trắng chút trắng nè. Mặt bữa dân chúng sợ. Trắng 65 mấy chị ơi, trắng 65 dưới 55kg nha. Rồi hồng. Trắng 37 cho Kim Anh kìa. Rồi hồng giùm em luôn mấy chị 50. Hồng giùm em luôn 50 nha mấy chị. Đây có 37 thôi. Cái gì cái kia đâu. Rồi cam này cho em luôn 65 mấy chị ơi, dưới 55kg nha. Cam 65 dưới 55kg, chị nào lấy cam chút cam nè. Cam 65 beo. Rồi cái đen này còn cái xe luôn 37 luôn. Đen cái này bôi riết nha mấy chị, phía trước có nhúng nè 37 ngàn. Ai lấy đen chút đen 37 nè. Rồi mấy chị chốt thêm gì nữa không, thêm một nha mọi người. Đen 37, chị nào lấy đen chút đen nè. Rồi đen 37 mấy chị ơi. Ai lấy đen chút đen giùm em luôn còn cái nè. Rồi ôm nghỉ nha mấy chị ơi. Ai mà có đơn bên em thì giữ máy cho bên em gọi điện chốt đơn nha mấy chị. Trên hai cái bên em gọi chốt đơn luôn nha. Trên một cái chứ gọi chốt đơn luôn. Vã quá, một cái một chốt luôn à. Rồi ộp nha mọi người, chúc mấy chị buổi chiều mát mẻ, vui vẻ, hạnh phúc. Bye bye. Nhớ bấm theo dõi trang giùm em nha mấy chị nha.